Vân xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Hai người đàn bà của tác giả Bằng Phi. Chuyện được xuất bản năm 1941 bởi nhà xuất bản Văn Hồng. Thưa đẻ, đã hay rằng công việc đẻ định thu xếp thế là ổn lắm. Nhưng mà con e khí vội vàng quá Sao lại gọi là vội vàng Phải cho đó là một việc cần kíp mới đúng chứ Thì mình phải cưới chạy tang mà lì Cưới chạy tang là nghĩa lý gì Còn tưởng trong những lúc này Trong những phút hấp hối của thầy con Con không có quyền được nghĩ đến một cuộc vui riêng Thứ nhất lại là một cuộc hôn nhân của con Ồ oh, Anh này nói gàn Anh đã từng theo đòi nho học Hẳn anh có nhớ sách chứ Từ nghìn xưa có ai bảo cưới chạy tang là một tội của danh giáo của lễ nghi đâu phương trì thầy đã khẩn khoản với đẻ hàng bao nhiêu bận về việc đó chúng tôi đã tính kỳ lưỡng lắm rồi anh không phải bàn vơ bàn vẩn nữa nhưng thừa đẻ hả tất gì phải vội vàng hết ba năm vô việc đẻ sẽ lo liệu cho con có phải là tiện mọi bề không phương trì chỉ... không được anh còn nhỏ dại chỉ biết nói mà không biết nghĩ ý tất nó phải có cái gì khả dĩ gọi là quan trọng thì người ta mới tính đến nước cuối cùng này chứ Làm con phải biết vâng lời cha mẹ Nhỏ học cũng dạy thế Mà chắc Tây học cũng dạy vậy Anh đừng tưởng tôi không biết đâu Tối hôm qua Lúc anh ở tỉnh về Thầy anh đã chẳng nhủ anh rồi đó ư Dẫu anh có cho tôi là đàn bà không đáng đếm xỉa Nhưng anh cũng phải đếm xỉa đến những lời kẻ sắp chết Thưa đẻ Con không dám khinh đẻ là đàn bà Mà con cũng không dám coi thường những lời thầy con khi lâm chung nhưng đẻ cũng xét dùm cho con là đang lúc này Lúc ta sắp phải lo liệu một việc hiếu Thì ta cần phải đình việc hỉ lại Vì con không thể vừa khóc thầy con Mà lại vừa mỉm cười mà đón rước một tân nhân Nó trái ngược làm sao ấy Mặc dù đối với lễ nghi vẫn là một cơ dĩ nhiên Phương Trì con này đang khổ công rèn luyện trong sự học hành Mà đã mang vợ con vào Thì nhỡ nhàng bét Xin đại lượng xét cho con Mạn tang thầy con Thì vừa lúc con thi ra Việc cưới xin lúc đó có đĩnh đạc biết bao nhiêu không? Anh chỉ nghĩ một chứ không nghĩ hai. Này nhé, nhà mình đơn người. Em Minh thì nó là vận gái. Mà gái thì là con nhà người ta. Nàng dâu mới thực là của mẹ cha mua về. Nhà ta nhờ trời cũng cho đủ bát ăn. Thêm người thì thêm việc. Nào đồng áng, vườn dược, còn lợn con gà. Cũng phải cho nó về để nó trông nom, coi sóc đỡ mình chứ. Thì em Minh con, nó còn ở nhà ngày nào nó quán xuyến đỡ đẻ cũng là đủ chứ gì còn mình nó trông nom thì đã đành rồi nhưng cũng phải có người phụ phành với nó chứ đẻ thì cũng già rồi còn gì thì con đã biết mặt nó rồi đấy con bé thì sinh trưởng vào cửa nghèo nàn nhưng cũng dễ coi đáo để và ngoan ngoãn ra tuồng mình là con nhà gia thế cốt cái người nó có nết na thảo thuận chứ giàu nghèo mà làm gì xấu đẹp mà làm gì vâng con cũng nghĩ thế Giàu nghèo chẳng làm gì Xấu đẹp chẳng làm gì Nhưng ba năm nữa đã lấy gì làm muộn Thì để nói dùm với thầy con một tiếng Thế ra anh vẫn chưa hiểu tí gì Nghề con gái 17-18 tuổi Là người con gái đến thì rồi Nếu mình không liệu sớm và tính trước đi Lỡ chậm trễ Biệt đầu chẳng xảy ra điều ngang ngửa Có trầu chạm ngõ Có lệ vân danh đường hoàng Minh bạch thì bao giờ cưới xin là nên bấy giờ Chẳng nhẽ họ lại muối mặt mà lật mình được ư Đã đành rằng vậy Nhưng biết đâu Ngay như mình cũng chưa chắc đã tin được mình nữa là tin ai Ở đời này Dễ biết ai là quỷ quái Biết ai là đạo đức Anh phải nghe đẻ Vả dĩ còn 90 đồng bạc nợ Mẹ nó vay nhà ta hồi bố nó chết Đã giả được đồng nào đâu Đám đảo nhân thể giặt mệt Đẻ có lo cho anh cữ này Cũng chẳng phải tốn là bao nhiêu thêm người cho vui cửa vui nhà trong lúc quạnh hiu bà lý từ đang bàn bạc với thông cậu con một của bà về công việc cưới chạy tang cho thông thì minh em gái thông hốt hoảng từ trong buồng chạy ra vừa lau nước mắt vừa lắp bắp anh thông anh thông anh vào ngay thầy dặn thầy đã nấc rồi khéo thì đến nơi mất đẻ ạ à. đẻ vào xem thầy con có chối răng gì không Cả ba mẹ con đều choáng chẳng chạy vào Trên giường bệnh Ông Lý Từ Thân hình khô đét như con mắm Nằm dán xuống chiếc mền bông màu nước dưa Chân tay ông khẳng khiu Mặt mũi ông hốc hác Ông nằm chơi như một khúc gỗ Không còn cử động gì được nữa Chỉ còn chiếc đầu là hơi hoạt động một chút Ông sẽ từ từ hé mắt Ông nhìn mọi người xung quanh Rồi sai sẽ gọi Thông Thông run run ghe sát tai vào cạnh mồm người hấp hối vì chẳng cho những phút này là những phút tối thiêng liêng của lại sinh ly tử biệt cho nên thông lóng tai chú ý hết sức cả từng hơi thở yếu ớt của cha ông lý đã đầm nấc sự sống chết của ông chỉ định hoạt động trong giây lát tử thần đã hùng hổ vác liềm đi bách bộ quanh căn phòng chật hẹp này ông lý ốm đã ngót năm nay ông vừa phần vì tuổi già vừa phần vì cái bệnh diễn kinh niên nó đeo đuổi ông suốt mười mấy năm để tàn phá dần mòn sức khỏe của ông ông biết mình ông sắp đến phút chia lìa cùng vợ con nên ông đã cho gọi thông đang học ban thành trung năm thứ ba ở cảng về để ủy thác hậu sự tối qua lúc thông về ông hãy còn tỉnh táo lắm ông dặn dò hết mọi sự mà việc cần thiết nhất phải thi hành ngay là việc xin cưới chạy tang cô ngọc con bà đồ mây cho thông thông tuy không dám phản kháng một lời nào vì đó là một bổn phận tối thiêng liêng của người con đứng trước phút lâm chung của người cha nhưng chàng còn hy vọng tìm cứu cánh ở lòng người mẹ hiền thì trái lại bà lý cũng đã quyết định theo cùng một chương trình của ông lý về việc của con bà đã tìm thấy nhiều lẽ thỏa đáng cũng như ông để bắt con phải tuân theo ông ra hiệu cho thông cúi sát xuống phều phào thông ạ à, những điều cần phải nói thì thầy đã nói hết cho con nghe từ tối qua rồi con này đã tạm gọi là đến tuổi trưởng thành con phải liệu xử mình làm sao cho xứng đáng là một người con có nhiều phận sự phải gánh vác con sẽ phải thay cha mà trưởng quản cái gia đình này con sẽ phải tung hoành trên những lớp học của trường đời để tự rèn luyện nên một người dân có huyết tính thôi thầy chết đây tử thần đã lờn vờn đâu đây rồi trước phút này thầy cũng không quên nhắc lại cho con lần nữa về vấn đề hôn nhân của con. Việc ấy, thầy đã dặn đẻ con rồi, mà đẻ con cũng đồng ý với thầy nữa. Mẹ con liệu bảo nhau, thù dếp cho con Ngọc nó về ngay chiều nay để chịu tang thầy nghe không? Như thế con cũng đỡ lo ở nhà, sau khi thầy đã yên giấc, con vẫn có thể cứ theo đuổi việc học như thường. Thôi, bà ở lại, hai con ở lại tôi đi đây. Một cơn xuyến, những tiếng nấc, những hơi thở đứt quãng, những cái vật vã do một tàn lực cuối cùng trong cuộc xung đột với tử thần đã làm cái xác chết rúm như con tôm khô. Mũi vẹo đi, mắt trợn ngược, mồm méo sạch. Ông Lý đã lìa đời. Thông vô lấy xác chết buông những tiếng khóc đau đớn. Bà Lý cô mình lăn lộn kể lể. Những tiếng khóc vang là những tiếng báo hiệu cho ông chú, bà bác, anh em họ hàng Họ lũ lượt kéo nhau đến. Người ta nặn nên những nét mặt dầu dầu để viếng linh hồn kẻ chết và an ủi tang ra và bàn tính công cuộc ma chay. Nhưng người ta cũng không quên thu xếp việc cưới chạy tang cho thông. Thế rồi sau một cuộc trao đổi ý kiến không lâu người ta làm theo một chương trình nhất định. Người ta dẫn cưới đến nhà gái để đón cô dâu về chịu tang trước khi đưa linh cữu ông Lý ra đồng. Thông như một người máy chẳng phải làm những việc mà người ta bảo và chẳng được tự chủ một việc gì. Tuy nhiên chàng chẳng tỏ vẻ phản kháng mà cũng chẳng hăm hở một tí nào. Trên con đường quê, thông thất thều bước, mang theo một mối lòng nặng trĩu. Việc nhà như thế kể cũng là tạm xong, nhưng còn việc riêng mình thì thực là bề bộn rối ren. Đời chàng, thế là từ nay đã định. Người con gái ấy, Ngọc, từ nay đã là vợ chàng. Tuy nhiên con tâm chàng chưa phải lúc rung động Nhưng Ngọc đã đến với chàng Để cùng chàng chịu một cái tang chung Và cũng để thay chàng Từ nay thần hôn định tình cho một người mẹ quá Trong khi chàng phải vắng nhà để theo đuổi sự học Thông đập mạnh tay trên chiếc cặp xa Như để chút một bực tức cầu nhau Trời Sao lại có thể thế được nhỉ Ẻo lè quá Bây giờ biết làm thế nào Người con gái ấy đã đến rồi nàng đã đến để buộc liền đời nàng với đời ta rắc rối chưa người con gái ấy vừa nghèo vừa xấu vừa cục mịch quê mùa tuy nhiên nàng cũng là con nhà gia thế cũng có nho học tây học chút ít cũng có nết na thảo hiền nhưng khổ nỗi rút sát quá hiền lành quá còn đâu được mạnh bạo và lộng lẫy như thu phải thu vừa đẹp vừa giàu học thức lại khá mặc dù tình nết có đôi chút kiêu căng lãng mạn nhưng có sao con gái nhà giàu nào trả vậy Khi lập gia đình tức là phải vào khuôn khổ tất Cái này thì mình phải cần giấu hết Thứ nhất Thu Nếu Thu biết thì hỏng cả Cần phải đóng kịch cho Tài mới được Lúc này thông như được hài lòng lắm Chàng hớn hở giơ tay vứt tóc nhắc lại Phải Mình mà không nói ra thì thôi Ai mà biết được Mà dạy gì lại nói ra mới được chứ Chàng cho đó là một đắc sách Lòng vụt thấy phấn khởi và tưng bừng Nhưng một cái gì vừa lướt qua chàng Cái gì gần như những nét gì vừa khắc khổ Vừa đau thương của ông Lý và bà Lý Thông thể hối hận Hối hận vì đã giáp tâm lừa dối cha mẹ Lừa dối một người cha khi lâm chung Và một người mẹ hiền quá bụa Lòng chàng lại bối rối Rồi lại một ý kiến khác đến để bào chữa Thông tự nhủ Thì ta đã trả vâng lời cha mẹ ta rồi đó ư chẳng hề gì Sau này dù sự thể có ngã ngụ ra sao Mẹ ta chẳng bằng lòng cũng chẳng được Thông đã ra đến bến tàu Chàng giờ đồng hồ túi ra xem Mới có 9 giờ 20 Tàu thơ ở hòn gai chưa về Thông quay vào phố mua mấy cái ngỏi bút Và ít đồ lạt vặt Chàng vừa chân trong chân ngoài Ở hiệu sách trước vườn hoa kho bạc Thì một tiếng gọi làm chàng giật mình quay ngoắt ra Một tiếng nữa tiếp theo Mà là giọng con gái một giọng thành thành và êm dịu. Anh Thông, anh Thông, đây cơ mà, làm gì mà ngơ ngác thế kia? Rõ lọ chưa? Thông đã nhận ra kẻ gọi mình, chẳng không mua bán gì nữa. Sách cạp chạy vội sang tiệm may phía bên kia vườn hoa. Một thiếu nữ xinh tươi, hãnh diện và đú đờn trong bộ y phục kiểu mới, buông những chuỗi cười giòn như pha lê và giơ tay bắt tay Thông. À, Thông đấy à? Sao va chứ? Thế nào? Ông bô quy tiên rời hẳn. Băng tang mua hay là khâu lấy mà trông cổ lọ thế kia? Tay thông run run vì cảm động trong tay người bạn gái. Chàng nặn một giọng ề oài để giấu một nỗi thống khoái mê ly. Ồ, già thu cũng qua Quảng Yên chơi. Vâng, gia nghiêm vừa mới qua đời được năm hôm. Tôi quên không đánh thép nhờ cho thu rõ. Tôi định hôm nay ra cảng thế nào cũng đến thu trước để báo tin buồn này. Cảm ơn thông, Tình cờ gặp đây lại càng hay. Thu kéo thông vào hiệu mai láo táo. Thông xem hộ thứ bông bay này có asocty không nhé? Đấy thông xem. Renewal mà quang chê tím thì tuyệt. Thông tán thành. Ờ, à, ờ, à, người nào có nước da trắng, đối với màu này thì tuyệt, tuyệt lắm. Thu mua vải thế chứ. Dùng pha sông ở cảng có lẽ hay hơn. Đã đành. Mê lại tôi làm gì có thì dọ ở đây mà é xe luôn luôn. Tôi đi cảng bây giờ đi mà Thông cũng đi chứ Tôi cũng đi chuyến tàu này Mai thứ hai hết phép Đã phải đi học rồi Nhưng để tôi chạy sang kia mua chiếc bàn chải răng và hộp ngòi bút đã Thu chờ tôi đi nhé Thông chạy vụt sang mua xong mấy thứ Khi trở lại thì người chủ tiệm may đã gói ghém xong bọc vải cho Thu Cả hai thùng thẳng ra khỏi tiệm may và đi ra lối bến tàu Thu nhí nhảnh đi bên Thông thản nhiên hỏi Thế nào? Đã rõ mặt vị hôn thê chưa? Bông hoa đồng quê hẳn là nhiều thi vị lắm thông nhỉ? Thông giật nảy mình Sẽ lét nhìn thu bằng cặp mắt đo lường Bông hoa mùa thu của thông mới là bông hoa Có những sức huyền bí để hút hồn người ta Thu chỉ được cái hai cợt rượu tôi thôi Thu ngặt ngẽo cười Để lộ hai hàm răng trắng nõn và đều đặn Đùa đấy Thông đừng giận nhé Này bà mẹ tôi hôm nọ cũng hỏi thăm anh đấy Cụ quý thông ra phết Cụ nói thế này này Tội nghiệp ông lão nhà ấy ốm lâu thế thì dễ chết mất Con gái me lại phải chờ đợi mất 3-4 năm nữa Đấy anh xem Bà bô đã bằng lòng tán thành lắm đấy nhé Liệu mà cứ xử thế nào cho xứng đáng là một giai tế vị lai của cụ Nhưng mà tính cụ nóng lắm nghe chưa Hơi trái ý cụ một tị Là cụ làm như đổ đinh đổ chùa ngay Còn tôi thì tôi không hiểu thế nào là ghen Nhưng liệu hồn Thông mà lừa phản tôi thì phải biết thông cảm thấy như luống cuống cùng một lúc bao nhiêu cái nó đều dồn lại để dạ nạt chàng khỏi lụy tre xanh bước đầu tiên chàng đã làm sai lời hứa với người cha đã chết dối trá với người mẹ thật thà đảo điên với người vợ trẻ hiền lành bây giờ đứng trước mặt tình nhân chàng cũng vẫn phải dối trá thì ra hoàn toàn thông đã trở nên giả dối người con gái đứng trước mặt chàng lúc này là thu là tất cả những cái gì mà chàng ước muốn tương lai chàng ở đó những cái tốt đẹp của chàng cũng sẽ do đó mà phát sinh. Thông đành lòng lắm. Phải, ở đời phải có những cái đành lòng dĩ nhiên ấy. Và nữa chàng đã lớn. Cái tuổi 20 là cái tuổi trưởng thành. Nó có quyền định đoạt đời nó và tính toán những bước đường của nó đi. Thu không muốn cho người bạn đi bên mình cứ ngậm miệng lì lì. Nàng muốn cả hai cùng phải nói chuyện luôn luôn. Cho nên nàng hết hỏi cái này rồi lại cắt nghĩa cái kia. Nàng cười ngạt nghẽo để bắt bạn phải cười theo Thông cũng không lấy thế làm khó chịu Trái lại Bên một bạn gái vui vẻ trẻ trung như thu Thông thấy quên hết Quên hết những vấn vít ở trong lòng Để hưởng ứng cùng những câu cười tiếng nói của bạn Cả hai tựa lan can cầu nhìn vơ vẩn ra khơi Mấy cánh buồm vật vờ trên đợt sóng Từ đàng xa Một vạch ngang như rung rinh Như hoạt động Phần tách mặt nước với chân trời con tàu từ miệt hòn gai tiến lại gai sát cầu Người ta xô nhau kéo xuống Nửa giờ qua Khi hàng đã lên hết Con tàu lại nhổ neo từ từ quay mũi Bỏ lại trên bến những hồi còi vang động Nó lần áp cả mọi ồn ào rộn dịp Hôm nay mồng 8 Tết Thông đã từ quê ra đến nhà trọ Các trường Năm nay sẽ khai giảng vào ngày mùng 10 Các bạn học chưa ai có mặt Tại nhà trọ cả Đáng lẽ cũng như các bạn Thông phải ăn Tết nốt một ngày nữa ở nhà quê Rồi mai mới ra cơ Nhưng Thông thấy cần như phải ra sớm một ngày Để đi thăm một vài người bạn thân Và thứ nhất đến lễ Tết nhà thu Chàng lục trong hòm xem cái túi nào mới nhất Cái cả vạt nào Ashokti nhất Để thay vào những cái mà chàng cho là kém mỹ thuật Kém vẻ phong lưu Thằng Tơ đã bưng mâm cơm ra Đặt trên bàn Theo sau nó, cô Tâm con bà chủ trọ nhoẻn cười lễ phép bảo thông cậu xơi cơm đã rồi đi đâu hãng đi hôm nay đẻ em đi lễ đền dế thành ra không ai trông nhà em phải chôn chân chẳng đi được đến đâu Mới lại chắc là cũng có một vài cậu quê gần ra sớm nên em không đi đâu xa sợ thằng tơ nó cơm nước không được chu tất cậu xơi cơm kẻo nguội thông đang thắt dở cả vạt ngoảnh lại cô tâm. Chàng nhận thấy cô hôm nay có nhiều cái khác thường đáng chú ý. Ở cô, lúc này những nét đẹp dịu dàng mọi ngày đã biến hẳn để nhường chỗ cho một cái đẹp lộng lẫy và tô điểm. Một chiếc khăn nhung cuốn quanh làn tóc mây óng chuốt. Một khuôn mặt hồng hào đựa một lớp phấn mỏng. Chiếc áo xa tanh giúp màu huyền nửa tân nửa cựu. Phủ bên ngoài chiếc áo cộc lụa bít nách. Không xứng đôi với chiếc quần lụa thâm và đôi giáp rửa quai nhung. Thân hình cô chỉ hàng ngày trang điểm bằng chiếc quần này thâm và chiếc áo cầu cụt cánh đã phục phịch mập mạp nay lại càng phục phịch mập mạp hơn cô đi đứng không được tự nhiên lắm mà nói năng cũng hình như nắn nuốt tệ thông không biết sao bỗng có một khó chịu vẩn vơ trái lại với mọi ngày chàng rất dễ tính để trả lời cô tâm bằng những nụ cười hồn nhiên những khi thông phải đụng chạm cùng cô bằng mắt và bằng mồm quả thế hôm nay cô tâm càng đẹp hơn mọi ngày thì hình như thông lại càng khó chịu hơn mọi lúc vì hình ảnh cô tâm Chỉ là những cái gì đến để nhắc lại Cái cục mì quê mùa của Ngọc Vợ chàng Một người vợ trẻ, ngoan ngoãn, hiền hậu Từ khi cưới cho đến nay Tính ra đã gần được một năm Mà chẳng bao giờ được người chồng hỏi tới một lời Tuy vậy Thông cũng biết dài dạt cái khó chịu Chàng quay lại nhếch một nụ cười nhạt như nước ốc À, ra thế Cô không theo bà đi lễ Kể cũng buồn nhỉ Chẳng lễ xa thì lễ gần vậy đền nghe, đền tam kỳ, chùa vẻn, chùa dư hàng. Cô Tâm thấy thông bắt chuyện, tỏ vẻ hài lòng lắm. Cô mở lồng bàn nói trong lơ đáng. Hôm nay mưa phùn, đi chơi đâu cũng chả vui. Hay cậu đi sơi cơm rồi ở nhà mà nghỉ, đến tối hôm nay đi bói tuồng. Thông giọng gần như cáu. Những ngày này thì ai mà nuốt trôi cơm được. Cô bảo nó cất đi, tôi không ăn đâu. Cô Tâm tiêu nghỉu nhưng còn gặng. Thế cậu đi chơi bây giờ à? Chiều cậu có về sơi cơm không? Không chắc, nhưng có đói tôi sẽ lên hiệu. Cô không cần phải để phần cơm. Thông xăm xăm bước ra, nhưng cô Tâm gọi giật Cậu Thông, cậu Thông! Thông quay lại cáo kỉnh. Ồ hay, cô này dễ định làm dông tôi năm mới chắc. Gửi mua gì thì đưa tiền đây mau lên. Cô Tâm ngạt ngẽo cười ai dám gửi cậu mua gì? Cậu xem hộ tôi mấy chục tấm thiếp này. Tấm nào của cậu thì cậu nhận lấy. Từ mùng 1 Tết đến giờ, mỗi ngày họ đưa đến hàng ba bốn cái. Chỉ tổ tốn chè tàu và thuốc lá đãi ông mang thơ. Thông ngoát vào vô lấy tập thiếp, chú ý xem một lượt, nhưng chỉ có bốn tấm là đầy tên mình. Ba tấm để ngỏ là của mấy bạn học ở Kiến An và Đông Triều. Duy một cái dán kín mà giấu nhà dây thép hải phòng đóng. Thông lật đi lật lại, ngàm nghiêng rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa đoán được người gửi. Chàng sẽ sẽ lựa tay bóc ra. Một mùi thơm ngào ngạt từ trong cánh thiếp bay ra. Lệ thu nữ sĩ. Thông lộ vẻ sung sướng, cúi hôn tấm thiếp lẩm bẩm. À, em thu của tôi trí tỉnh quá. Cô tâm nhìn thông bằng một dây gan tị, dò hỏi. Hẳn là danh thiếp của cô gì? Cây cô mặc áo mùi vàng anh, hôm qua đến đây hỏi cậu hẳn thôi. Thông đôi mắt sáng ngời hất hàm gạng Họ có đến đây hỏi tôi ư? Hôm qua hồi mấy giờ cô nhỉ? Vào độ 3-4 giờ chiều thì phải. Lúc ấy để em vừa ra ô tô xong. Cả thầy có mấy người hả cô? Không, chỉ có một mình cô ta thôi. Tên là Thu là thiếc gì thì phải. Gớm, sao mà họ hợm hĩnh thế? Đọc chỉ hỏi sách mé thôi. Thông tỏ vẻ không bằng lòng, bào chữa. Không phải thế đâu, cô lầm tính cô ta thế đấy còn nhà quý phái mà lỵ cái đó là thường những cô gái mới thời nay thế cả à cô ta có nhắn gì tôi không hả cô hình như nhắn cậu hệ hôm nào ra thì cậu đến chơi ngay có thế thôi phải có thế thôi thồng nhí nhảnh như đứa trẻ giơ tay qua chán danh mãnh chào cô tầm cảm ơn cô nhé tôi đi chơi chiều đừng phần cơm Thông chạy vụi ra cửa, mặc cho cô Tâm đã ném theo chàng bằng cả một hàn học. 15 phút sau, xe đỗ trước biệt thự Mai Viên. Thông ham hở nhảy xuống, nhưng chàng do dự chưa dám vào. Vì chiếc ô tô màu cánh cam hãnh diện đỗ ở cửa biệt thự, như có sức giật bước chàng lại. Chiếc ô tô ấy, Thông không lạ lùng gì, mà cả chủ nhân nó, chàng cũng nhãn mặt là khác. Cho nên Thông chưa muốn tiến vào, và chậm lại vài phút để thu xếp chiến lược không phải là vô ích. Thông lấy cớ là không có hào lẻ, đưa đồng bạc bắt anh sai đi đổi. Chàng hút điếu thuốc lá thơm, uể oải đánh diêm châm, lầm bầm. Hờ, thằng chó chết điền chủ ấy đã mò đến trước mình rồi. Đồ chó chết, anh mới trả em. Lão điền chủ chó chết. Phải, lão là chủ một khu đồn điền lớn về miền Yên Bái, Phú Thọ. Và là chủ chiếc ô tô xinh xắn mùi cành cam kia lão không phải là thù địch gì với thông nhưng thế nào ấy hệ thông phải chạm trán với lão thì thông thấy bứt rứt khó chịu vì những dáng điệu và cử chỉ lõa lổ của lão tuy nhiên lão là thượng khách của biệt thự này mà thông thì chỉ là kẻ lui tới thường thôi lão là cháu gọi bà hàn mẹ thu bằng gì họ thu bảo chàng thế mà đối với thu thì là anh em về họ ngoại lão là một thanh niên già đạo quá vợ nhưng không có tuổi Bảo là một thanh niên thì không đúng Vì lão không có cái mặt trai trẻ của tuổi 30 Bảo là một ông già thì lại càng không đúng Vì lão còn quác thước, khỏe mạnh, béo tốt, lanh lẹ Tất cả cử chỉ của cái tuổi ham nhăm Đã nhiều lần trước mặt lão Thông chỉ được coi như một cậu học trò tí nhau Lão nói oang oang như lệnh vỡ Lão ba hoa ngậu dị Lão sức nước hoa và cài hộ cúc áo cho bà Hàn Cũng như đã cầm búp thoa dùng phấn cho thu cũng có khi cao hứng Lão vồ lấy vai thu Đưa nàng đi một bài van trong điệu kèn Bà Hàn thích thế Mà cả thu của chàng hình như cũng thích thế Chỉ riêng chàng là tỏ vẻ bất mãn Đứng dậy lặng lẽ ra về Để cho thu phải chạy theo nắm cà vạt lôi lại trầu mỏ ghé sát tận mặt chàng mà dỡn Ê Ông bạn gàn của tôi ơi Ông hãy vào trong này Vào trong này Cháu ngoan em bảo Chỉ có thế thôi chỉ mấy tiếng thở thẻ ấy cũng đủ làm cho chàng hài lòng Anh phu xe đã đổi được tiền lẻ trở về trả lại thông tám hào Chàng cẩn thận xem xét từng hào Hết chê hào này rách quá Lại phàn nàn hào kia mất một số Tự chung là chỉ để cho chậm thêm lên ít phút nữa Bởi chừng ngay lúc ấy Chàng đã nghe rõ mồn một Tiếng cười nói oang oang Và tiếng những bước chân xào xạo trên nền sỏi Từ phía trong đưa ra Một người đàn ông béo tốt Nhưng hơi thấp Đợi lưng thu đếm bước từ trong biệt thự hãnh diện đi ra Lão chủ lò đấy Lão ở đồn điền vừa về chơi chiều qua Nay dáng chừng lại ngược hẳn Ra đến cổng Lão bắt tay thu nắm chặt vào lâu lắm Gấp gáy qua đôi kính cặp gọng vàng Đôi mắt vọ của lão tia thẳng vào mắt thu như những làn hào quang sáng ngời Bộ dâu nhật của lão như hai con dâu đo ngọ nguội Đang trao đổi cùng thu những lời gì rất sẽ đầy vẻ bí mật Lão sẽ khom lưng đưa bàn tay trắng nõn của Thu lên môi hôn. Thu thì cười tít, nhún nhảy như cho thế là một lịch sự tối tân. Lão chủ lò đã ngồi vững chãi trên ô tô và bắt đầu mở máy. Thu còn giơ tay vẫy vẫy. Nhưng khi Thu quay ngoắt vào, nàng đã trông thoáng thấy thông, đứng lấp sau mũi chiếc xe tay. Nàng sẽ trúng mồm thổi còi vồn vã. Ô là, thông mới ra đi à? Vào chơi, bà mẹ có nhà đấy. Cụ sắp đi tổ tôm. Thông, thông. Vào đây, vào đây. Thông tử nãy vẫn đứng nấp sau chiếc xe tay để đếm không sót một cử chỉ của hai người. Chàng cáu lắm và như thấy đắm chìm trong một cơn ghen không bờ bến. Chàng muốn nhảy sổ lại tóm cổ lão chủ lò, quẳng sang bên kia lề đường và ném vào mặt thu những lời hết sức bỉ ổi. Rồi kiều hãnh mà quay đi không thèm trở lại cùng con người khả bì ấy nữa. Nhưng chàng thấy chàng không có đủ cái can đảm to tát ấy. Cho nên chàng chỉ đứng chơi như một phỗng đá để nhìn mà chẳng thấy một vật gì Những tiếng thu gọi đã thức tỉnh chàng Những giọng cười Những nét tươi tỉnh Những cử chỉ khả ái của thu như thôi miên chàng Chàng thấy đã chút đầu mất cả những nỗi tức bực Còn lại chỉ là cái hăm hở Của một tình nhân chạy theo tiếng gọi của ái ân Phải Thông đã quên hết Quên hết những cái gì vừa đến rồi lại vút đi Chàng chỉ biết trước mắt chàng bây giờ là thu Là một bông hoa sặc sỡ biết nói Biết cử động đang lả lướt dưới làn gió xuân êm dịu. Chàng vội bước tiến lại thu. Nàng giơ tay, chàng vồ lấy nắm thật lâu và thật chặt. Năm mới, chúc thu đã bằng năm bằng mười năm ngoái. Và... Ồ, văn vẻ nhỉ? Nhưng còn thiếu. Phải vui vẻ, trẻ trung nữa chứ. À, và mừng tuổi bà me đi. Thông có nhận được các phê giít của tôi không? Có. Thu sắp đi đâu đấy? Cụ đã chảy hội dế chưa Hội dế năm nay vui lắm thì phải Thủ giặt tay thông vừa đi vừa nhảy cẫng Cả hai quay vào biệt thự Bà Hàn Đăng Một bà mệnh phụ phì nộn nhất Trong những người đàn bà phì nộn Tuổi bà vào khoảng 40-45 trở lại Nhưng mới trông bà Đồ ai dám đoán bà đã đến 40 tuổi Bà vẫn còn thoa phấn Và vẫn còn đánh sáp môi Cách phục sức Bà vẫn còn hoàn toàn theo mới Cũng cái dù nhật tí xíu cũng cái xà cột xinh xinh cũng đôi sang đan gót đầm cao vút ai vô phúc buồn mồm gọi bà bằng cụ thì bà giận lắm đến có thể đuổi ra khỏi cổng bà còn tha thiết với cái xuân xanh đáo để bà thích những cái gì trẻ trung hơn là những cái gì đạo mạo rẻ rặt cho nên những tân khách lui tới trong biệt thự phải là những hạng mới và vui trẻ làm lúc bà ngắm mình trong gương thấy bóng dáng bà hãy còn tươi trẻ và còn đượm nhiều hứa hẹn bà lấy làm sung sướng mà bộc lộ một tiếc nhớ bâng cua Giả ông Hàn đừng vội chết đi Để bà được hưởng nốt những ngày xuân khi xế bóng Từ ngoài sân Thu Tiếu Tít gọi Mẹ ơi, mẹ ơi Thông đến lễ Tết mẹ đấy mẹ ạ Gớm, đi lễ Tết gì mà lại đem bánh pháo khổ thế này Thôi quảng đi Để vào lấy bánh pháo cối trong nhà ra mà đốt Bà Hàn đã nhún nhảy Từ xa lông đi ra bà khoát tay lìa lìa Thôi thôi, đừng đốt pháo nữa, mẹ nhức đầu lắm. Thông khúm núm, nâng mũ cúi đầu chào. Lạy bà ạ, năm mới con xin chúc bà được tăng phúc tăng thọ, giàu bằng năm bằng mười năm ngoái, cuối năm... Những chuỗi cười thình lình đột khởi, thông cũng không nén được cười. Chỉ một tí nữa thông cho ra tuần tuột, cuối năm bà đẻ con trai. Vì trong lúc thẳng thốt, chàng tưởng đang chúc bác xã hay mừng chú nhiều, mà kết luận câu chúc mừng chỉ là cuối năm, ba khai chú đẻ một cậu con trai. May quá, một tí nữa lại buột mồm chúc một người đàn bà quá là cuối năm sinh con trai, thì thực là một trò cười vỡ bụng. Bà Hàn vẫn còn ngửa cổ, há mồm cười ngạt nghẽo, dùng cả ngực cả bụng, cả vai, cả thân thể. Nhưng bà cũng không quên gọi giật giọng thằng Sai lên rót rượu, thăm ấm pha chè. Thông đã được bà Hàn cho phép ngồi xuống ghế. Chàng liếc nhìn xung quanh mình, một căn phòng lộng lẫy, những đồ đạc tối tân, cách xếp đặt hoa mỹ, nào tủ chè, nào sập gụ, nào giá gương, nào hành phi câu đối, nào những họa phẩm cổ kim. Hết, hết, không một thứ gì không làm cho người ta choáng mắt. Thông có một cảm giác như thấy mình lạc loài vào một dinh thự của bậc quan sang nào. Này Thông, hút nốt hộ tôi điếu gì gà này. Thu đưa Thông điếu gì gà hút giờ và tiếp luôn, Xì gà thượng hạng Hoa Kỳ đi nhé 15 đồng một hộp 10 điếu Của anh chủ lò vừa mời em lúc sáng đấy Mới kéo có ba hơi Anh kéo nốt hộ Kẻo bỏ đi phí quá Thầm uất người vì những câu nói vô tình Sen tuồng vừa lúc nãy Đã bị đè bẹp dưới tâm khảm chàng Nay lại vùng dậy để diễn lại một lần nữa Chàng muốn giật phát ngay điếu xì gà bần thiểu ấy Chàng cho là thế Vẫn ngay ra sân Nhưng không hiểu sao đến tiếng dục thứ hai của Thu này thông, hút đi. Thì chàng không tự chủ được nữa. Chàng giơ tay tiếp lấy một phần thưởng bất đắc dĩ. Người ta mời thông uống nước và uống rượu. Chàng đã cạn một tách nước long tỉnh và một cốc rượu mùi. Tất cả đều đắm chìm trong một lặng lẽ. Bà Hàn gợi chuyện trước. Bà Lý nhà ta, sang năm sớm có được mạnh không? Bẩm nhờ rời sang năm nay, để con cũng được mạnh ạ. À. Dạo tháng chạp năm ngoái, Tôi đã bảo cậu Dịp nghỉ Tết này Nhân tiện về hỏi ý kiến bà Lý về vấn đề gia đình của cậu Thế ý bà ra sao? Thông luống cuống trong một giây Nhưng trấn tĩnh được ngay Sẽ liếc thu trả lời Thưa bà con đã thưa rõ cả với đẻ con rồi Đẻ con lấy làm vui vẻ lắm Sau người nhủ con ra thưa lại với bà rằng Hiện giờ thì còn tang thầy con Và dự hào hành của con đang lúc giang dở Bà rộng cho con đến lúc thi ra Đành rằng thế Nghĩa là tôi cũng thương cậu là chỗ con nhà gia giáo Tuy thanh bạch Nhưng cũng không đến nỗi thằng cu bố đĩ gì Ấy thu nó bằng lòng đâu là tôi bằng lòng đấy Mẹ quá con côi Tôi chỉ sinh con có một bề Chỉ mong sao cho nó chóng thành gia thất Như đũa có đôi Gia tài đấy Nhà cửa đấy Vườn ruộng đấy Khi đã chung sống với nhau rồi Thì liệu bảo nhau mà trông nom Coi sóc lấy Chứ tôi thì già rồi biết có còn sống được bao nhiêu nữa. Vâng thưa bà, con cũng định đến tháng tư này qua dỗ đầu thầy con, thì con sẽ nói với đẻ con lo cái lễ vấn danh. Còn đại lễ thì để đến khi con thi ra, khi đó cũng vừa sạch bụi. Bà Hàn thở phào một hơi thuốc lá thơm nói như phân vua. Ôi chào, vẽ con sư tử cộc, cứ hết dỗ đầu là có thể thu xếp được rồi. Cả tiểu lễ lẫn đại lễ, cậu cứ về bảo đẻ thế, tôi cho phép là được. Thu không có những vải thẹn thò của mọi cô gái khác Hưởng ứng Chứ không ngư mê nhỉ Ở thời đại tối văn minh này Mình cũng phải văn minh lên một tí chứ lị Cứ dỉ tang với tóc Chẳng lẽ hễ cứ đang trong khi tang tóc Là người ta phải đình chỉ hết cả mọi công việc hay sao Vô lý Vô lý Dễ thường độ ba bốn cái tang luôn Là người ta phải chịu chết già chắc Thông đã theo Tây học Mà còn cổ lọ bỏ sư đi thế này này Thông tuy đứng trước những lý luận tối vô nghĩa, những lý luận bố láo, có tính cách chửi rủa cả nền đạo đức lễ nghi, nhưng chàng không dám cả gan đương nhiên bài xích, chỉ dài dạt trả lời. "Cái đó con xin lĩnh ý, để kỳ lễ phục sinh này con sẽ thừa lại với đẻ con." Bà Hàn lúc này có vẻ tự mãn lắm, bà chùm môi nhắm mắt giảng thêm. "Phải, cậu đã lớn rồi, cũng nên quyết định lấy việc chung thân của mình chứ?" Còn như việc học hành của cậu thì có ngại gì Tôi sẽ bảo bà Lý cho cậu gửi dạy ở đây Cậu muốn học đến bao giờ thì học Kỳ cho thành tài thì thôi Thông còn đang tìm câu miễn cưỡng Để trả lời bà Hàn cho qua quýt đi Vì lúc này trong lòng chàng như xốn sang lắm Thì bỗng có tiếng còi ô tô Kêu inh ỏi ở ngoài cổng Tiếp đến thằng xe tất tả chạy lên bẩm có khách ở Thái về Chàng nhân cơ hội đứng lên cáo thoái Bà Hàn không giữ nhưng còn gặng lại Việc hôn nhân là trọng Cậu liệu bảo bà thu xếp cho phiên phiến lên Tôi thương cho là được Nghe không Thông vâng dạo luôn mồm Thu tiễn chàng ra đến cổng Khi giơ tay cho thông bắt Nàng còn căn dặn Thông coi đấy Tôi đã đẩy cây bà bô hết sức Nên bà mới thương thông đến thế chứ Thông cũng phải liệu bảo bà Lý thu xếp ngay đi Chứ chỉ chậm Chỉ sợ bà me tôi đổi ý thì thông đừng trách Thông quay đi Nện gót trên vỉa hè đam chiêu một suy nghĩ. Thì già mới 21 tuổi đầu, mà mình đã phải trải hai cơn rông tố, hai cuộc ép duyên. Trời ơi, thật là quái gở. Giá hồi ấy mình mạnh bạo trần tình với ông cụ khi lâm chung, thì làm gì chả cưới chạy tang được đám này. Rõ cái con ngọc trời đánh không chết ấy, tự nhiên ở đâu nhảy sổ vào đời mình, để khuấy rối mình chơi. Hở, thế mới khó tính. Biết làm thế nào? Chỉ còn một cách để bỏ, mà để bỏ nó bằng cách nào? nó không có tội tình gì, vô cớ hẳn là không xong rồi. nhưng để cái mung sung ấy ư? sao được? không biết cái của nợ ấy nó khéo chiều chuộng bà cụ mới lại còn mình thế nào, mà cả nhà ai cũng ăn ý với nó, bực mình quá. mình mà lấy thu thì cái tương lai của mình nó rực rỡ trông thấy, vừa được người vừa được của, cả ái tình lẫn hạnh phúc. còn ngọc thì, ôi thôi, thực là cái máy đẻ, cái chổi quét nhà. Cây nổi nấu cơm. Rõ một đàng tiên một đàng cũ. Cống phục. Một chiếc cống bằng gạch có từ đời thượng cổ. Người ta đã tu bổ lại hàng năm 70 lần. Ngày nay nó không là một cái cống nữa. Một cái cầu. Hoàn toàn một cái cầu có bao lơn xây hẳn hoi. Từ đằng xa, bề ngang cái cầu. Người ta hình tượng đến một cái lược khổng lồ. Cạnh cầu, trên con suối nhỏ, là một cây đa cổ thụ vừa tầy người ôm cành lá xòe ra như một chiếc tàn lớn. Người ta có thể ẩn trú dưới gốc đa trong khi trời mưa mà không sợ ướt. Một nhịp cầu, một cây đa. Hai vật cổ, một đôi bạn thân đã sống cạnh nhau trong những thế kỷ. Ở đây là nơi phận địa giới của ba làng. An Phú, Thanh Nhàn và Phong Cốc. Một nơi ẩn trú của khách bộ hành, của những dân quê chợ búa đi về, khi mưa hay khi nắng. Trời đã về chiều, bóng tả dương trách giấy non tây Cỏ cây đồng ruộng như còn đượm một màu hồng nhạt Một ngày tàn của tiết cuối xuân Buổi chiều Hôm nay trên cống phục Dưới gốc đa Bà lý luận xã tóc nhờ chị cu nhổ dùm mấy cái tóc sâu Bà gợi chuyện Đấy chị coi Thế có chết không Làng ta bây giờ đổ đốn chị ạ Mới dạo nào bà phó mục Chồng vừa chết được hơn một dỗ đầu Mà đã rước ngay lão nhiều cán về Chị cu đàm thám tiếp chuyện họ đã cuốn xéo nhau từ tám tổng rồi còn gì thì thế dân làng người ta chửi cho lắm giạt mặt không chịu được mới bảo nhau chuồn mà lì thế còn cái món con dâu nhà tránh cựu ra thế nào hả ba thường mà họ tóm được cả đôi rồi đấy bà nhỉ ui chào cái món ý à đáo để lắm chị ạ à? nhà ấy thì họ thiếu gì tiền đã vùng hết tiền trăm cho người đi tìm mà đến nay cũng tuyệt vô âm tín Nghe đâu lão hương sư ấy được đổi lên đường ngược Mang cả chị này đi cơ mà Không phải Lão hương sư ấy bỏ vào cô con dâu nhà tránh cựu đã lâu Mãi bây giờ mới vỡ lở Thì là họ bồng bế nhau đi Đầu như anh kia xin từ chức rồi thì phải Chứ gì Họ dạy chán ra đấy Vô phúc mà còn đi dạy học Thì thể nào đằng này người ta cũng tóm được Phải Ở đời Đã khôn thì phải ngoan chứ Ai lại dạy gì Mê lại cái chị con dâu nhà tránh cựu Cũng hư thân mất nết cơ Thư đàn bà quạ mổ Có chồng có con tử tế Mà lại tiền dầu của lắm Thì vạ gì mà đi ngang về tát Thê chả bỏ bù với cái đĩ ngọc con dâu bà Lý Tử Lấy chồng hàng hơn năm trời Mà anh chồng chẳng hề có đả động đến một lời Còn bé ngoan ngoãn đáo để Hiển hậu ra phết Thức khuya dậy sớm Làm lụng suốt ngày Mẹ chồng thì nghiêm khắc Em chồng thì sắt xe cất chân là chửi cất tay là mắng thế mà chị ta không bao giờ tỏ vẻ oán giận mẹ chồng chửi chỉ cười em chồng mắng cũng chỉ cười người đâu mà tốt nết thế rõ chỗ quý người thì chẳng được người mà nơi chán người thì lại cứ gặp mình mà được đứa con dâu thế thì đại phúc đâu như anh chồng sắp sửa thi ông tham ông phán gì cơ mà ông tham ông phán gì mạc chứ lấy người ta về làm vợ làm chồng chứ lấy người ta về rồi để người ta chết già ra đây à? Mê lại con Ngọc cũng hiền lành quá chứ, đứa khác sao nói chịu, lại không sôi lên sùng sục ấy à? Cũng không phải nói hiền, con nhà gia giáo bao giờ cũng có khác. Chỏ thế, anh kia thì theo đòi Tây học, ở tỉnh Thành đã quen đi rồi, lại sắp sửa đỗ đạt nên ông nọ ông kia. Thấy vợ cục mịch nhà quê không được trải chuốt như những cô tân thời, cho nên cô cậu đâm ra chê vợ. Lấy người ta có cưới có treo tử tế Cũng phải xử với người ta thế nào chứ lị Thì thế Cho nên dạo này ít lâu nay Bà Lý Từ cũng đã thay đổi tính nết Cả cô em chồng cũng vậy Mẹ chồng đã biết thương con dâu Em chồng đã biết quý chị dâu Đầu như bà Lý cũng đâm ra phiền Vì nỗi chúng nó chê nhau Nhiều lần bà ta dỗ dành con dai Phải ăn ở cho phải đạo mấy vợ Nhưng mà nó thế nào ấy Nó chỉ những tìm cách lảng ra thôi Ấy cũng vì bà Lý phiền con dai Nên lòng thương con dâu càng gấp bội Ôi dào Bà tính ở đời Phụ người chẳng gặp người đâu Đừng có thấy quê mùa hiền lành mà rẻ dũng khinh bỉ Còn đấy Dước những cô thiền thị tân thời về mà xem Lo rồi nó lại không chửi cho cả nút Bà Lý luận sẽ sẽ bấm chị cu liếc mắt tỏ dấu bảo chị thôi Rồi thì thầm Thôi đừng nói nữa Hán kia kìa Chẳng ai bảo ai Người ta ngơ ngác nhìn về phía nhà thờ Hắn kia kìa Phải Hắn là một thanh niên bận âu phục màu xám Cưỡi trên con ngựa sắt Thủng thẳng đạp lại phía cống Chàng thanh niên ấy Thông Phải chính thông Thông về quê tham nhà trong vụ nghỉ lễ phục sinh này Đến cống phục Thông hãm xe để dựa vào thành cầu Chàng gật đầu chào qua loa một vài người quen mặt Và rút mùi xoa lau mồ hôi Mặt trời lúc này đã xuống thấp lắm Cơ hồ chỉ còn mấp mé đầu non Cảnh vật như mờ dần Thông buộc lại cẩn thận chiếc cặp da vào xe đạp Rồi ở oải dắt xe Đến cổng Chàng phải cao mặt tỏ vẻ hết sức khó chịu Vì chàng vừa gặp Ngọc Cuộn cỡn trong chiếc áo cổng nâu đầy mồ hôi nhễ nhại ỉ ạch gánh đôi nồi đình nước về Chàng muốn ngảnh mặt đi phía khác Để khỏi phải chạm chán với con người quê mùa lam lũ ấy Con người mà người ta đã vô tình đem đặt ngang hàng với chàng là vợ chàng nhưng khốn lắm muộn rồi vì chàng vừa trông thấy ngọc liếc trộm chàng một cái và nghe dọa tiếng ngọc chào chàng bằng cả một giọng run run chào anh ạ anh đã về thăm đẻ ạ chỉ có thế thôi ngọc chỉ thốt được có bấy nhiêu lời rồi vụt thẳng vào sân không dám quái cổ lại thông bâng khuâng dừng bước trong một phút chàng cố xua đuổi những tư tưởng lộn xộn một so sánh bâng cua vụt hiện rồi lại tắt ngay Giáng chừng Ngọc qua sân đã báo tin cho mình biết Nàng ra tận ngọn đón anh Díu rít. À anh Thông đã về Đẻ ơi Vợ gì mà trông thấy chồng về đến cổng lại cắm đầu chạy thẳng Anh Thông Đưa em vác xe đạp vào cho nào Thông bật phì cười nhìn cô em gái tinh quái Đẻ đâu Đẻ vẫn mạnh đi chứ em Mình cười như nắc nẻ Đẻ thì vẫn mạnh Nhưng mà cụ thèm bê cháu lắm nhé anh phải liệu cho đẻ bế cháu đi chứ Thông trận mắt xả em Mình không được trẻ con nào Bé lắm đấy 17-18 tuổi đầu Sắp lấy chồng đến nơi rồi nghe chưa Để vậy anh sẽ làm mối cho một thời ký nhé Mình cũng xấu hổ chuồn nốt Thông dắt xe vào Chàng đã trông thấy mẹ đang sàng gạo ở cuối sân Thông vui vẻ cất to tiếng Thưa đẻ con đã về ạ Bà Lý ngẩng lên tươi cười Cả đã về đấy à con Bà lại ngoảnh lại vào phía trong Chỗ Ngọc đang cho lợn ăn Nói to Ý chừng là để dù con dâu mạnh bạo ra đón chồng Mẹ cả đâu Giả cất cho anh nó cái xe đi Còn bé hay chưa Chồng về mà chả ra đón Cứ lẩn ở trong xó chuồng lợn thôi mình cũng nói theo kia chị cả để bảo gì chị có nghe rõ không ngọc cực chẳng đã phải chùi vội tay, rụt rè chạy ra chỗ thông đỡ lấy chiếc xe đạp. Nhưng thông cứ cáo kỉnh lắm, ngoa xe vào phía nhà ngang, buông sóng. Được, tôi cắt xe lấy cũng được. Ngọc tuổi quá quay trở lại, với giải yếm quẹt vội hai giọt nước mắt, rồi lặng lẽ đi cho lợn ăn. Bóng nắng đã tắt hẳn, cảnh vật đang chìm đắm vào trong đêm. Bữa cơm chiều đã dọn, dưới ngọn đèn ba giây không đủ ánh sáng, tất cả nhà quây quần xung quanh mâm cơm bà lý phải gọi đến ba bận ngọc mới dám ló mặt lên bà lý cho cùng ngồi ăn cơm nhưng ngọc cáo là nhức đầu xin đi nằm mình nắm tay chị dâu dìu xuống bắt phải ngồi ăn bà lý cũng hơi gắt bảo ngọc không được làm thế bà giận không sao được ngọc phải ngồi xuống cạnh mâm nhưng không thể nuốt trôi được một miếng chỉ nâng bát cơm lấy lệ thôi mà tuy là ngọc ngồi đầu nồi nhưng Thông không một lần đưa bát cho nàng xới cơm Mặc dù Ngọc phải mỗi lần vội vàng đặt đũa bát Hai tay đón bát của ở Thông Ngọc thấy một đau xót Tủi hổ Nàng vào vội bát cơm rồi đứng lên cáo ốm Xin phép bà Lý cho đi nằm Bà Lý và Minh nhìn theo Ngọc ái ngại Thông thì trái hẳn Chàng thở đến vào một cái Như vừa chút được một gánh nặng Bà Lý nhìn Thông nhủ Sao còn thế phải hỏi Han nó một vài lời cho phải đạo chứ Hình như dạo này con thay đổi tính nết nhiều quá Thông phải trở lại về cái tức bực Nhưng cũng lễ phép thừa Thừa đẻ Con bao giờ cũng thế Con đã bảo là con người ấy con không sao thương được mà lì Bà Lý tròn hai mắt nhìn con Thì nó làm sao mà không thương được Một nàng dâu như nó Tao tưởng là hiếm thấy ở đời này Biết nhẫn nhục mà ăn ở đầy đủ bổn phận Biệt chăm chỉ câu đang hà tiện Mà vun sới cho nhà chồng Biệt thư khuya dậy sớm để thay mẹ và em chồng Mà chu đáo mọi việc trong ngoài Không một tiếng kêu ca Không một lời phàn nàn Tao tưởng một nàng dâu như thế thì hoàn toàn lắm rồi Trước kia hồi nó mới về làm dâu Tao đã thử thách nó đủ mại lẽ Nào ác hành ác nghiệp Nào chửi đánh bằng đầu bằng cổ Mà nó vẫn ngoan ngoãn Chịu thương chịu khó Không một lần nào dám hay răng cãi lại tao một câu mà cũng chẳng kể lời cùng ai Cho nên tao thương Tao mê nó lắm Không trách con nhà gia giáo có khác Nó còn nết na ngay từ tấm bé Nhà mình mà có được nàng dâu ấy Là đại phúc con nghe chưa Con phải nghĩ lại Phải hòa thuận với nhau đi Để cuối năm nay cho tao bế cháu Thông ngập ngừng như muốn nói lại thôi Bà Lý gặng Thế nào Anh nghĩ thế nào Để nói thế có phải không Thừa đẻ nhưng con không sao yêu được một người đàn bà như thế Thì nó đuôi quẻ mẻ sứt gì mà mày chê nó Không đuôi quẻ mẻ sứt gì Nhưng nó không xứng đáng làm vợ con Không xứng đáng Tại sao thế Tại lòng con bảo con thế Hay chưa Thế hạng đàn bà như thế nào mới xứng đáng làm vợ anh Là vợ con Ít ra phải một thiếu nữ thành thị hoàn toàn Vừa giàu có Vừa đẹp đẽ Mà lại phải có học thức là khác nữa Bà Lý như thấy nghịch tai, dằn giọng. Thằng này ra lẩn thần. Dễ anh tưởng nhà ta giàu có lắm đấy hẳn thôi. Mình nghèo thì phải xử ra phận nghèo chứ. Đánh đu với tỉnh sao được. Lấy vợ giàu rồi nó cậy của nó chửi cho tự ông phải chửi xuống. Anh lại không xem bao nhiêu gương tẩy liếp đi ư. Thông bất mãn lắm cái. Thừa đẻ, tùy từng người chứ lại. Phạm những kẻ có học bây giờ, họ không đến nỗi thú vật thế đâu. Phường trì người ta vừa giàu có Lại vừa phúc hậu Mình có lấy con người ta Mình đã không phải mất một tí gì Mà người ta lại còn hết lòng nâng đỡ cho mình nữa Rồi sau này mình có đeo đuổi việc học cho đến lúc thành tài Dẫu có tốn kém hàng bao nhiêu Người ta cũng không kỳ quản Chào ơi Tôi xin anh Thì hãy tin ở sức mình trước đã Và lại tôi tuy nghèo Nhưng cũng cố thắt lưng buộc bụng Lo cho anh học nốt được một năm nữa cơ mà Rồi đỗ hay không đỗ Lúc ấy sẽ liệu phá ngang Tôi chẳng cần phải nhờ mấy vả ai sốt cả ảnh có học mà ý hướng nhỏ nhen lắm Thừa đẻ Đẻ cũng nên xét cho con Bởi mình nghèo Kém thần thế Nên mình phải cần ỉ lại vào họ Để dễ dàng trong bước tiến thân Mà người con trai nào ở cái thế hệ này Mà lấy được vợ giàu là có hạnh phúc rồi Nếu ai cũng như đẻ cả Chỉ một mực giữ đạo thanh bần Thì còn nói gì nữa Còn thì con cho rằng Người ta thương con người ta Thì người ta phải gây dựng địa vị cho mình Chứ mình cũng chẳng phải cầu cạnh ai Lòng người mẹ lúc này đã đi đến một chán ngán Bà Lý uể oải Sao mà tâm thuật của con trai đẻ hèn hạ hẹp hòi thế Trên cuộc sống còn này Người ta phải đi trong tự lập Để tạo lấy hạnh phúc của mình chứ Trông vào người Đó là một cái nhục lớn cho mình Còn đã nghe ra chưa Là người con bị thương vì kích thích của ngoại cảnh thì ít Nhưng vì khiêu khích của người mẹ thì nhiều Thông bực tức hiện ra nét mặt nhưng đẻ cũng nên thể tất cho con chỗ đó Xin lỗi đẻ Cái tuổi ngoài 20 là cái tuổi của con Còn có quyền định liệu cuộc đời của con Đẻ sinh ra con Nhưng lòng con là của riêng con có Con không ép được nó phải theo lòng đẻ Cũng như con không kiềm chế được Cái rung động của nó chứ cái gì Mà nó cho là tốt đẹp đáng rung động Tao không hiểu mày định nói gì thẳng kia Con muốn nói Con không có quyền tự hủy hoại đời con Trong những phạm vi chật hẹp của lễ giáo gia đình Thầy đẻ đã chẳng chịu hiểu cho lòng con Đi rước ngay con cái ngọc về Con không yêu được nó Nên con không thể dối lòng con được Con đã yêu một người từ trước khi có con ngọc ở nhà này Mà một người đàn bà con yêu Phải là một người dòng dõi Người đàn bà thuộc về hạng quý phái gấp trăm Gấp nghìn lần con cái ngọc Người ta tuy giàu có Lại đứng vào hạng có địa vị trong xã hội Nhưng người ta yêu con lắm Người ta không suy bì cái giàu nghèo và cái sang cái hèn Con xin đẻ Đừng ràng buộc đời con và đời con cái ngọc làm gì Con không thể sống chung với nó được Cái hạnh phúc và tương lai của con Còn sán lạn và rực rỡ hơn thế này nhiều Cả sông đông chợ Lắm vợ nhiều con Tài trai lấy năm lấy bảy Rồi thì anh muốn thế nào cũng được Nhưng nó là vợ cái con cột Anh phải ăn ở cho phải đạo Thừa đẻ Đó là theo lối cổ hủ các cụ ngày xưa Vợ nắm vợ mớ Cả lẽ huyên thuyên Còn bây giờ theo văn minh không ai lấy hai vợ cả con không yêu được nó cho nên con không có quyền làm chết đầy sơn xanh của nó nhưng mà đạo làm người đã dạy thế ngồi thứ đã phân địa vị đã đạt việc dựng vợ gà chồng cho anh tôi chỉ lo liệu một lần tôi chỉ biết có con cái ngọc là vợ anh là con dâu tôi thế thôi nó vô tội anh không có quyền gì mà tôi cũng không có quyền gì phu nó về Và lại còn có dân làng giềng xóm chứ có phải người ta chỉ sống tự tại một mình được đâu sự ước người ta thì liệu mình có đeo mặt dày vào được không? Tôi không lấy nó, thì tôi phú nó về. Có thế thôi, hả cớ gì ai nói động được đến tôi? À, thằng này nói bướng. Vợ chồng không phải là mớ rau mớ bèo mà nay lấy mai bỏ. Tao là mẹ mày, thì tao có quyền bắt mày phải làm theo một lẽ phải. biệt đâu, cái lẽ phải của đẻ đã giết chết lòng con, đã làm tàn tà hạnh phúc của con. Già dạ, thằng này láo, mày trả môi trả miếng bà thế à? Thằng kia, còn nhà mất dậy, đổ vô giáo dục. Thả rằng phu một còn hơn phu mười. Mày có đường có nẻo thì xéo đi. Xéo, xéo, xéo đằng nào thì xéo cho khuất mắt bà. Thằng kia, như thế này thì bà cũng đành đi ăn cướp cháo lá đa. Chứ chẳng hòng gì trông cậy ở mày đâu. Bà Lý bù lu bù la lên khóc. Bà lăn lộn, bà vật vã, bà vơ cả cây ô đồng và tích nước ném vào mặt thông. Bạt đũa mâm nồi đồ vỡ lồng chồng Thông nhanh chân nhảy ra hè chuồn mất Bà Lý khóc lóc lăn lộn Suốt đêm hôm ấy cho mãi đến sáng hôm sau Khi bà tỉnh dậy mới hay là Thông đã cất lẻn ra đi từ gà gáy Lòng người mẹ lại càng thắt lại Vì đau đớn vì khổ não Trước sự ra ngã của người con Bà Lý cho đó là một biến chứng của ẩm đức Bà biết rằng đứa con một của bà từ nay đã hoàn toàn đi đến một hư hỏng rồi Làm lại nó Phải gắng sức lắm Chạy theo một thời gian bị đẻ ép dưới một suy tưởng một lo âu bà lý đâm ra ốm cơn sốt đột khởi bắt bà nằm liên miên suốt ba ngày mãi đến ngày thứ tư bà mới thấy hơi thiên giảm bà gọi con gái và con dâu đến bên giường thủ thì các con ạ à, thực là nhà ta vô phúc sinh con ai nỡ sinh lòng bây giờ sự thể đã ra nhường này đẻ cũng không biết thu xếp sao cho ổn được tử đây Mẹ cả muốn thế nào cho đẻ biết Đẻ sẽ chu toàn cho Ngào cuộc vào lòng bà Lý khóc rừng rức Thưa đẻ Thần con đã một lần ký thác vào cửa đẻ Cửa nhà họ Nguyễn Thì con nguyện suốt đời Sống làm người nhà họ Nguyễn Chết làm ma nhà họ Nguyễn Con tuy là phận gái Nhưng theo đòi cũng được ít nhiều nghiên bút Con đã hiểu thế nào là lẽ sống của một người đàn bà Những đức tính và bổn phận tối thiêng liêng của một người vợ là một người vợ. Thưa đẻ, từ đây con thấy rằng con không phải giống cho con nữa. Nhà con tuy thế, cũng chỉ là sống trong một bồng bột của thế nhân. Thời gian đi, biết đâu sẽ chẳng mang lại cho chàng một bền bỉ hay một gãy vỡ. Bà Lý rền gì, nói trong thương hại. Nhưng mà con à, làm thân con gái chỉ có một thì. Đại không muốn để con phải thiệt thòi nhiều quá. Ngọc giọng quả quyết, Thưa đẻ Đẻ đừng lẩn thận thế Ở chồng con đã mất một lòng yêu Nhưng ở đẻ Con còn được hưởng một lòng thương Con nguyện sống dưới gối đẻ suốt đời Để đền đáp lại chút ơn chi ngộ Mặc dù con chỉ cam phận là một quả phụ Vị vong Xin đẻ cứ vui vẻ cho Mẹ con ta chỉ đành lòng mà sống một cách an phận Những kẻ có lòng Trời không nỡ phụ Bà Lý thở đến vào một cái Nửa trong ngao ngán nửa trong hài lòng, đó mới là tấm lòng vàng. Trời đã mang mất đi của đại ông lý, xã hội đã thổi bùa mê mất thẳng thông của đẻ. Nhưng gia đình đã cho đẻ được con dâu hiền thảo, thế này cũng đủ cho đẻ được mãn nguyện. Ba năm qua, ba năm, cái thời gian nặng nề chảy như một chiếc bánh ngược dòng. Ba năm qua, lòng người mẹ đã bị ép mỏng bởi những nỗi buồn thương tiếc nhớ. Ba năm qua. Đứa con trai đã đi không trở lại Rồi đến đứa con gái cũng lặng lẽ về nhà chồng Ba năm qua Người mẹ quá chồng uể oải bên đứa con dâu bị ruồng sấy Một người mẹ quá Một thiếu phụ mong chồng Cả hai đã tìm an ủi lẫn trong nhau Lòng người mẹ đã đau khổ Nhưng lại muốn vẩy bớt một đau khổ của lòng con Lòng con đã xót xa Nhưng vẫn kín đáo trước một xót xa của người mẹ Ba năm qua Đứa con một Đứa con một của bà Lý đã ra đi, đi theo tiếng gọi của xa ngã. Nó đi để không một lần nào quay cổ lại, dù là một lá thư, dù là một lời nhắn. Đứa con cách mệnh của gia đình ấy, nó đã đương nhiên cách mệnh cả ngày dỗ hết của người cha đã thiệt mệnh. Đứa con trai đi chưa trở lại, đứa con gái về nhà chồng vĩnh viễn. Bà Lý đã đau nỗi nhớ nhung, lại buồn khi ly biệt. Hai người đàn bà khốn nạn này, tuy chẳng ai bảo ai, nhưng đã tự hiểu ngầm rằng những giờ này phút này trong thời gian này thông đang làm gì ở tận xa xa nơi phồn hoa đô hội chàng đã lấy vợ khác mà hẳn là một người vợ lộng lẫy giàu sang chàng đã thi đỗ và dung vào ngạch tòa án thành phố hà nội bà lý bàn mảnh về con dâu muốn sang cát cho ông lý vào dịp cuối đông này nhưng thông không về thì biết làm thế nào môi hở răng lạnh họ hàng làng nước người ta bình phẩm cho đã dạo dỗ hết vắng thông mẹ con bà đã phải chịu biết bao nhiêu lời ong tiếng ve bất chỉ đủ giọng thế mà lại nữa ngày sang số cho ông lý cũng lại vắng mặt thông nốt thì còn ra thể thống làm sao nữa bà nhất định lên hà nội tìm con để dỗ dành con về trong dịp cải cát này ngõ hầu gọi là che mắt thế gian và cho đỡ tủi vong linh người chết ngọc cũng tán thành thế là cả hai mẹ con sớm tinh sương hôm sau khăn gói lên đường mới rời khỏi lũy tre xanh lần đầu Cả hai mẹ con đều cảm thấy bỡ ngỡ hết sức Mỗi bước mỗi hỏi thăm Chật vật vất vả lắm mới lên tới đất kinh kỳ Và quanh co mãi mới tới được cổng tòa án Mới có 2 giờ chiều Tòa chưa mở cửa Mà các công chức cũng chưa một ai đến cả 2 giờ 15 Rồi 20 25 Đã có nhiều các ông sang trọng vào tòa lắm Nhưng cả hai mẹ con bà Lý thao láo mắt đếm từng người mà chẳng thấy một người nào giống thông cả. Hai giờ rưỡi, chống hầu đã dứt tiếng cuối cùng. Bên kia lề đường một chiếc xích lô đỗ vịch. Thông bệ vệ trong bộ đồ tây màu nâu bước xuống, ném cho anh phu sai đồng hào, rồi bước vội vào tòa. Thông như không để ý đến một ai xung quanh. Khi gần qua chỗ bà Lý và Ngọc, chàng rút mùi xoa hỉ mũi. Lòng người mẹ và người vợ vụt cởi mở. Bao nhiêu hờn giận tủi nhục tiêu tán hết, để nhường chỗ cho những vui vẻ hân hoan cùng một lúc cả hai người đàn bà khốn nạn cùng thốt lên một tiếng gọi nghẹn ngào anh thông anh thông đẻ đây cơ mà thông giật mình đứng dừng lại khi nhận rõ những kẻ gọi mình thì ra vẻ bất mãn lắm chàng nhún vai tò một dáng điệu bực tức hất hàm hỏi mẹ bà lên đây làm gì ai bảo bà lên bà bêu dếu tôi vừa vừa chứ thần dành tôi chẳng gì cũng ông tham ông phán mà bà ăn mặc lôi thôi lốc thốc như thế kia liệu có bằng cha dơ chát bẩn vào mặt tôi không bà lý chợt nhìn xuống chiếc yếm đũi chiếc áo tứ thân và chiếc váy sồi cuộn cỡn của mình bà thấy quả có lôi thôi lốc thốc thật bà cô nuốt chừng một hờn giận nhếch mép cười lấy lòng con thì anh tính quê mùa mà ly anh thử may vá cho đẻ tử tế xem có ra vẻ không nào thông lại cào nhào thôi không nói dài dòng nữa thế bà ra đây làm gì mà cái của nợ kia Thồng bị môi nhìn Ngọc Bà định dắt nó lên đây để bày ở đấu xảo đi à Ngọc quay đi thầm nước mắt Bà Lý còn cô vớt vát làm vui lòng con Lâu không ra tỉnh Mà nhà chỉ còn hai mẹ con Tiện thể cho nó đi cho biết đó biết đây Ôi chào Em mình nó lấy chồng rồi Cười tháng trước Lấy ký xuân Con trai ông Tú Tiến làng Phú Cốc Thế mà bà cứ mật đi không cho tôi biết nào ai biết chỗ anh ở là mô tê nào Bà bốn năm trời đẳng đẳng Anh chẳng biên cho tôi một lá thư nào Thế bây giờ bà định lên đây làm gì Tỉ lên chơi thăm anh Và tiện thể bảo cho anh biết Là đến cuối tháng chạp này Tôi bốc mộ cho thầy Anh cũng nên về cho dân làng người ta khỏi dị nghị Đã cái dỗ hết ông ấy anh không về rồi Anh cũng nên nghĩ lại một tí Thôi tôi xin bà Đây là chỗ tỏa sở Không phải là nhà bà để bà chi ba chiết Tôi có nhà cửa tử tế sao bà không đến? Bà Lý giận đến chảy nước mắt, nặng lời. Nào ai biết nhà cửa các anh các chị ở chỗ nào? Nếu biết tôi đã trả lên đây làm gì? Mà thôi, bà có đến chẳng qua chỉ thêm bêu xấu bêu hổ cho tôi. Tao làm gì mà bêu xấu bêu hổ cho mày hợp thằng kia? Tao có rách dưới cũng đẻ ra mày. Tao là mẹ mày biết không? Đây không phải là chỗ to tiếng. Bà muốn gì? Bà hãy cứ về trong quê, Cuối tháng tôi sẽ về. Đến giờ hầu rồi. Tôi phải vào tòa. Thông vừa nói vừa rào cẳng bước trên những bực thềm. Bà Lý dẫn đến chết điếng người. Sần bước chạy theo Thông. Quải tay nắm áo chàng lôi giật lại. Thông giật áo chạy vội vào tòa. Vừa gặp anh Lông Tông tất tạ ở trong đi ra. Chàng ghé tay nói nhỏ mấy tiếng rồi biến hẳn. Bà Lý định đâm sổ vào trong tòa. Thì anh Lông Tông nắm lại dọa. Chết chưa? Bà cụ này đi đâu? Dễ cụ không hiểu đây là tòa án à? Dẫu muốn kêu cũng phải có đơn có từ đưa vào bàn giấy cẩn thận chứ. Nếu làm ồn ồn lên thế này, các quan bỏ tù cho thì khốn. Bà Lý chừng cũng trột dạ đấu dịu. Tôi chẳng kiện tụng gì ai cả. Tôi có thằng con là thằng thông, nó làm tham làm phán gì trong này không biết. Nó bớt yêu bớt mục, nó khinh rẻ tôi, nó mắng mỏ tôi. Nên tôi muốn lôi cổ nó về để diệt cho nó một trận chở bỏ cây công tôi đẻ ra nó và nuôi nó lớn bằng tần ấy anh lồng tồng vừa sợ vừa buồn cười trợn mắt ấy chết ấy chết xin cụ cụ đừng làm thế ở đây là tòa án chứ không phải tư gia nếu cụ muốn dạy rũa gì ông tham thì mời cụ cứ lại nhà chiều tan hầu ông ấy sẽ về nhà nhưng ba bốn năm nay nó có cho tôi biết nhà cửa nó ở đâu mà tôi đến cũng gần thôi cụ ạ à. ông ấy ở phố lò đúc số nhà cụ cứ tìm nhà hộ sinh an nam thì phải lúc này ngọc đã theo kịp bà lý nàng níu áo mẹ chồng mếu máo đẻ ơi đẻ ơi còn lại đẻ đẻ đừng làm ổn lên thế người ta cười cho thôi đi về vậy chứ anh ơi đã thế thì còn biết làm thế nào rồi nàng lễ phép lắp bắp hỏi anh lồng tông. bẩm ông sao lại nhà hộ sinh an nam ạ à? thì vợ ông ta là xa đờ phăm mà lấy Sa Đờ Pham là chủ nhà hộ sinh ấy mà. Ngọc lầm bầm. À ra thế, nghĩa là bà ấy đứng chủ trương một nhà hộ sinh. Phải rồi, thế bây giờ cụ mấy cô hãy nên về đấy chờ ông tham tôi đến chiều, 6 giờ. Nhưng thưa ông, chúng tôi mới lên đây lần thứ nhất, không biết phố lò đúc ở khu nào. Phiền ông làm phúc chỉ dùm. Anh lồng tông ra vẻ nhanh nhầu, dắt hai mẹ con bà Lý xuống đến lề đường, gọi xe mà cả đến nhà hộ sinh lệ thu, phố lò đúc. Khi xe đã quay càng, anh còn sẽ nghiêng đầu chào lễ phép. Không dám, kính cụ và cô đi cho được việc. Xe đỗ trước nhà hộ sinh phố lò đúc. Bà Lý cởi hầu bao lấy tiền trả tiền xe. Ngọc nhìn qua số nhà và tấm biển chiêu đề. Nhà hộ sinh lệ thu, do cô đỡ lành nghề có bằng cấp trông nom. Ngọc sẽ ghé tai bà Lý hỏi. Đại định vào đây làm gì? Cứ mặc tao, để tao xem giọng lưỡi con này thế nào Rồi sửa cho nó một mẻ Ây chết Còn van đẻ đừng làm thế Lỡ ra Không việc gì mà chết mây sống Cứ mặc tao Tao đã có cách Bà Lý giơ tay đập cửa Một bà mụ đã già Dáng bà là người giúp việc cho cô đỡ Sung sính trong chiếc bờ lưu hất hàm hỏi Thưa cụ Có người nhà đến ở cữ phải không à Không Tôi là người nhà ông Tham À, ra thế. Thưa cụ là thế nào với... Tôi là mẹ đẻ ra ông Tham. Còn đây, con gái tôi. Chúng tôi ở trong quê ra chơi. Vâng thế, đưa cụ và cô lên trên gác. Bà già nói xong, quay lên gác gọi với. Vũ em ơi, nhỏ ơi, xuống đón cụ cố lên gác nhé. Kìa, đâu rồi nhanh lên. Thằng nhỏ vũ em sầm sầm tự trên gác chạy xuống, Chúng nó trố mắt nhìn thao láo bà Lý và Ngọc, lắp bắp. "Dễ cụ vào cô ở Quảng Yên lên chơi. Chúng con lại cứ tưởng cụ Hàn mời cụ lên trên này." Bà Lý và Ngọc theo chân chúng nó đi qua nhà ngoài, vào sân trong rồi lên gác. Còn vú mời khách ngồi, nó sai thằng nhỏ đi đun nước pha trà. Có tiếng trẻ con khóc ở giường trong, vú em chạy vội vào bế nó và nựng. "Ồ, oh, em tôi đã dậy đi à?" để u cho ăn bột nhá bà lý nhìn đứa trẻ hỏi u em đứa nào đây còn cậu tham phải không trai hay gái bẩm vâng ạ à. bẩm cụ cu ngẩu ạ à. thứ mấy bẩm cụ thứ hai mà là cả ạ sao bẩm cụ đầu lòng là chị đĩ ạ à, nhưng chạy mất từ hồi được 8 tháng mở đầu sao không thấy tiếng Thằng nhỏ vừa pha nước vừa đòn đà Bẩm cụ Mợ con đi đỡ ở trên phố ạ à. Vù em chừng như muốn tân công Lườm thằng nhỏ rồi phàn nàn bâng cua Chào ơi Đỡ mấy đần gì Chẳng ngày nào là không đi Sáng một lần, chiều một lần Bà Lý tỏ vẻ ngạc nhiên gặng Thế đi đâu mà lại ngày nào cũng đi cả hai buổi Ngộ nhỡ có ai đến ở cữ thì làm thế nào thì mở nhà đỡ chỉ là mở lấy lệ đi chứ Cụ tính Hệ cậu con đi làm thì mợ con cũng đi làm Cứ sáng sách hòm thuốc đi từ 7 giờ Thì 10 rưỡi lại sách hòm thuốc về Chiều cũng thế 3 giờ đi 5 giờ về Ai không biết cứ tưởng là đi đỡ Nhưng thực ra là đi họp Bà Lý không hiểu dò hỏi Đi họp gì cơ hở vũ Cụ ở nhà quê không hay không biết Ở đây thuần thị thế hết cả cứ hãy ông đi vào sở vào tòa Là bà ở nhà đi họp chắn họp cạ Tổ tôm tài bàn Xem chừng cứ hệ sắp đến giờ ông về Thì bà mới vội vàng tót về trước để kịp cơm Thôi thì đánh con sen Chửi thằng nhỏ om tỏi lên Làm như là trông nom quan xến gia đình lắm ấy Chờ Người đàn ông đi làm về thấy ai mà chả yên chí Là người vợ đảm đang Thế hôm nào mợ cũng đi thế này à U Thưa cụ hôm nào mà chả thế có khi đi gần hết đêm cũng là thường cơ cụ à. ạ. Sao những cái ấy chồng không biết nói? Cũng nói đi chứ cụ, nhưng nói lắm thì cũng đầm nhảm. Mê lại cậu con cũng lành ốm đi. Bà ra có ý nể nể mợ con thế nào ấy? Bà Lý thở dài, Ngọc thở dài. Thằng bé được ăn bột đã no, nó xả hai tay ra của quạng. Bà Lý vỗ tay, nó theo. Bà bị cháu trong lòng nói nựng. Nào, Củ thông của bà đâu nào? Ồ, oh, ồ, oh, ngoan quá nhỉ. Thằng bố mày hư lắm cháu ạ. À. Có tiếng the thế ở dưới nhà. Thôi, chị về nhé. Tôi 8 giờ mo đến đón lên cả về. Sát một canh thật kịch liệt. Chứ không thế này thì ức lắm. Mấy tháng nay hại đến ngót nghìn, mà bài lá nó cũng cắn mình đau gớm chứ lỉ Đấy, hôm nay chị cũng biết đi nhé. Cả đến quán cuối cùng mình tháo nó. Mà nó cũng dám chóp bu thì có ức không? soàng thế mà cả sáng đến giờ vừa mất tờ ra xăng đi nhá. Đấy, đã về đấy. Dáng chừng thua. Vua em vơ vội lấy em bé, sẽ lấy mặt cho bà Lý. Bà Lý chép miệng, nhìn ngọc như phân vua. Thu đã lên đến trên gác. Vua em vội vàng đón ngay ở cửa dỉ tai. Nàng lơ đi như không thèm nghe. Quát tháo in nhà lên. Thằng nhỏ e con cái đâu rồi? Sao không đánh cái ống nhổ đứng kia đi thế? liệu mày để phơi mãi ngoài dân thế kia nó có dám mả cha mày đi không hả còn con Vũ tao giao con chó nhật cho mày bảo mày phải trải lông cho nó mượt mới lại cho nó uống nước luôn mà làm sao cứ bổ cổ bố mày mãi ở xó cửa kia để lông nó lấm be bét ra thế này này mà nhà chúng mày sắp động đấy để bà bới lên cho mà nghe hừ chỉ ăn cho béo rồi mà tều bà lý nhìn con dâu ngọc nhìn mẹ chồng cả hai như trao đổi cho nhau một ý nghĩa vẫn dư dáng điệu hung hăng ấy Thu quay vào Khuỳnh tay vào sườn tiếp Nhà thì để mang nhện trang tứ tung Bàn ghế chẳng lau chùi gì cả Kìa Cụ đã ra đi à Ai người kia thế nhỉ Nhà ta có được bình yên không cụ Những câu hỏi như xa xăm Như lạ lùng Đột ngột và thiếu lễ phép Làm bà Lý phát khùng Bà mắt mày trả lời Cảm ơn mợ Nhờ rời cũng bình yên Mợ đi chơi đâu mới về Vâng Đi làm thuốc cho một người sản phụ Thu tiếp luôn bằng giọng trọng lòn Còn ai ngồi phía sau kia thế cụ Bà Lý cảm lắm Nhìn Ngọc như phần vua À Mẹ cả nó đây mà Cả nào cơ Ngọc hấp tấp trả lời thay bà Lý Tôi gọi cụ tôi bằng cô Bà Lý cho thế là kém nước Cải chính cũng nên nhận chị nhận em đi chứ. Đây là mợ thông cả nó đấy. Mặt Thu bỗng biến sắc, hấp tấp cướp lời. Mợ cả nào? Mợ cả nào cơ? Vợ cả anh thông ý à? Chị em thế nào mới tôi hả cụ? Bà Lý tấn công. Thì người đi trước là chị, kẻ đi sau là em chứ lại gì? Thu như bị một thùng nước lạnh rội suốt từ đầu. Nàng trẻ môi trận mắt như một thú dữ sắp trồm mồi. Ai là chị? Ai là em? Ồ lạ, cụ nói lạ. Anh thông lấy tôi có làm phép cưới tại tòa. Ai mà thèm cả mấy lẽ? Mi lại lấy tôi phải quỳ gối chói tay, luồn là trăm chiều chứ dễ dàng đi hẳn. Nàng quay vào buồng ngủ thay áo, dằn từng tiếng. Hừm, giả hỏi môi díu với nhau để định cho mình vào siếc đây. Được lắm, được lắm. Bà Lý lúc này biết trận tuyến đã bầy, không thể dừng bước được nữa, giọng đắn đo. Này mợ thông, tôi bảo. Mợ định nói thế nào? Ai định cho mợ vào siếc? Mà họ là ai? Còn tôi lấy mợ phải quỳ gối trái tay ý à? Ghê gớm nhỉ? Thằng thông nó có học mà hèn hạ đến thế cơ à? Mợ không lỡm tôi đi chứ. Mê lại lỡm là lỡm người ta cơ chứ. Ai lại con cái đi lỡm cả cha mẹ bao giờ? Thu hùng hổ trong buồn ngủ sấn xa. Tôi nói thật đấy, tôi nói bằng thật đấy. Chẳng phải lỡm ai cả mặt cái thằng thông ấy Rồi nó sẽ xem tôi Tôi thì làm cho nó đến mất việc Đến chờ vơi cho mà xem Chứ lại mồm nó xoan xét ra Những rằng tôi không có vợ Tôi tử tế hiền lành Thế con này là con nào À già nó lại khinh tôi thế cơ à Thần danh tôi như thế này Tôi phải làm cả làm lẽ đứa nào Đồ lương phản Đồ sở khanh Đồ Đồ Bà Lý không còn là một bà già hiền từ và tha thứ nữa Giọng đành thép và nghiêm nghị Bà quát Con kia mày không được lão Trước mặt tao mày không được hàm hồ Quần cầu trệ Quần vô đạo Bởi con tao nó hư Nó mất dậy Nên mới vơ bèo bọt tép đến thứ mày Chứ nếu nó đĩnh đạc đứng đắn như người ta Thì không bao giờ có cái cảnh vô phúc này Trước tao cũng cứ ngờ mày khá Nên định tìm đến đây để nói cho mày nghe một vài câu phải chăng Nhưng có thế này tao mới rõ Thì ra hạng như chúng mày chỉ có thế Thu chồm lên đấu khẩu Này, xin bà đừng rộng miệng cả tiếng Đấy không phải là nhà bà Mà cũng không phải nhà của con bà Nhà tôi, nhà tôi Bà nghe chưa Chỉ có tôi mới có quyền mắng mỏ và chửi bới Vì tôi mới là chủ cái nhà này À, quần lỏng lang dạ thú Đổ vô giáo dục Mày bùa thuốc cho con bà Mày phải buông thả thằng Thông ra Nó có vợ con tử tế Có cưới có xin tại làng tại xã Còn yêu tình kia Mày phải buông tha nó để nó về với gia đình nó. Mày đừng lấy sắc đẹp mà mê hoặc nó. Mày đừng đem tiền tài mà khí dỗ nó. Tào tưởng một con vật vô chi, nó cũng còn sót lại một điểm lương tâm. Phương chi, mày cũng còn là một người. Bà phải biết, con này không phải là hạng đi khi dỗ người. Có con bà, thằng thông nó lập tâm khi dỗ tôi thì có. Mẹ tôi phải nuôi nó hàng 2-3 năm trời. Lo cho nó thi đỗ, lại lo cho nó có địa vị đàng hoàng ở trong xã hội tử tế để đến nay nó trả ơn trả nghĩa tôi thế này phỏng. Ôi giỏi ơi, ôi đất ơi, tỉ ra tôi dạy, chúng nó bỏn hết lần trong lần ngoài tôi, rồi bây giờ chúng nó giờ giọng à. Thằng nhỏ đâu, lên tòa gọi cậu mày về đây. Này thôi, đều mõ, ông mới bà gì, cậu mới mợ gì. Tao tưởng chúng mày khá cho nên mới định nói một vài câu chuyện khả phủ. Nhưng với những hạng này, nói ra cũng bằng thừa. Tôi không cần bà đến đây dạy tôi, mời bà ra khỏi cái nhà này mời cô nhà tôi không có những vị quý khách như các người còn thằng thông nữa tôi cũng sẽ tống nó ra khỏi cửa đi đi mời các người ra cho bà lý dẫn đến tắc cổ họng kéo ngọc đứng dậy nhổ toẹt một bãi sàn từng tiếng thôi về con giả mau khỏi cái nhà này đẻ thấy bẩn lỗ tai lắm rồi ra đến cửa bà lý nhìn ngọc ái ngại phân trần Thế để cho biết rõ cái đời sống của chúng nó kẻo mình còn mơ hồ Ngọc ngậm ngồi than thở Thôi đẻ ạ à, Chẳng qua là cái số kiếp mẹ con ta thế Số trời Ta chẳng nên cưỡng làm gì Về là hơn Ở đây chỉ thêm nhục Ừ Về Chứ còn ở đây làm gì Mẹ nhìn con rưng rưng nước mắt Con nhìn mẹ nấc tiếng thở dài Cả hai lên xe còn quay lại bằng một luyến tiếc bâng cua Chiều nay thông về khí muộn Chàng ủi oải đếm từng bậc thang lên gác Nhà trên nhà dưới Lặng lẽ im lìm Cơm đã ôi Thức ăn đã nguội Thông liếc mắt qua phòng ngủ Thu đắp chăn kín mít Nằm không cục cửa Con vú bồng em bé lên Thông giơ tay đón con Hất hàm hỏi sẽ vù em Mợ sao thế mày Vũ em lễ phép thưa Thưa cậu có sao đâu Mợ con nằm đi chứ Mợ đã ăn cơm chưa Bẩm chưa ạ à? Nãy mợ có gắt gỏng gì không Vũ em ấp úng Bẩm Bẩm không À có Thông quắc mắt Làm sao Còn Vũ có vẻ luống cuống Nó nhìn trước nhìn sau rồi thấp giọng kể lể Thưa cậu Vừa mới xong đi ạ Thông nóng ruột gặng Xong cái gì Thế nào hờ hờ Con vú cảng cuống Thưa cụ và mợ cả vừa mới về xong Cụ nào Mợ nào Về đâu Dạ bẩm lúc 3 giờ rưỡi cụ nhà ta Thông cắt lời Cụ Hàn ở Hải Phòng Không ạ à. Cụ ở Quảng Yên với lại mợ cả Thông tái mặt sẽ quay nhìn vào buồn ngủ. Ừ, sao nữa? Cụ và mợ cả ra chơi với mợ con. Không biết rồi thế nào đâm ra to tiếng. Thế rồi làm sao? Mau lên. Mợ con mắng chửi ầm ý cả lên. Rồi đuổi cụ và mợ cả ra đường. Thế bây giờ đâu rồi? Ai? Cụ và mợ cả? Phải, còn khỉ. Chứ còn ai nữa? Đi ngay từ lúc 5 giờ cơ ạ. À rõ trò hề có thế thôi bẩm vâng có thế thôi ạ à. thôi cho em xuống dưới nhà ăn bột thông đưa con cho bú em rồi hấp tấp quay vào phòng ngủ thu vẫn nằm im thỉnh thoảng sẽ cựa mình thở dài chàng nhẹ nhàng ngồi gái bên giường đặt tay lên chăn xe sẽ lay vợ mở em mở em dậy ăn cơm kẻo nguội không một cử động trả lời Thông kiên tâm ghé sát xuống dỗ dành Này mợ Dậy đi Cháu ngoan Ăn cơm rồi đi di nê Cũng không một nhúc nhích Thông lay mạnh vợ cười nịnh Gơm Em bé tôi giận tôi đấy à Thu hứ một tiếng Cò chân đạp vào giữa bụng thông quát Đổ khốn nạn Mợ với cháu gì Em bé với em nhớn gì Đổ sở khanh Bước ngay Bước ngay đi cho rảnh mắt con này thông bị một cái đạp bất thình lình chung giữa bụng ngã đồng cành nằm ngửa tênh hênh trên ván gác và bị ném theo vào mặt những câu nguyền rủa thô bỉ chàng lồm cồm bò dậy nén một hổ thẹn phủi bụi cười xúy xóa ồ oh, hay mở em điên chắc sao lại ăn nói thế nào để anh bế đi ăn cơm nào chàng xá lại đầu giường cúi xuống định ôm cổ thu dậy nhưng vừa chạm đến vai thu thì nàng đã vung tay tát một cái nên thân vào thái dương chồng rồi chồm dậy như con sư tử bị chúng thương xỉa sói cút cút ngay cút ngay chồng mấy con gì đồ xỏ lá này anh phải biết với tôi anh không có quyền dở cái thủ đoạn ba que ấy ra được đâu muốn được ăn mày thì đây cho ăn mày một thể xưa này thông vẫn phải nhượng bộ vợ như thế này là thường không những chàng không lấy thế làm nhục mà lại còn coi đó là một nết xấu dĩ nhiên bất di bất dịch của những hạng vợ giàu và đài các. Một cái tát tuy không đau lắm, nhưng cũng làm chàng đến đổ đom đóm mắt. Chàng giơ tay xoa má gượng cười. Thì tôi làm gì mợ mà mợ làm ngộ dị lên thế? thủ lên nước. Cầm cái họng cho chết ấy đi. Đây đã hiểu cả rồi. Mẹ con anh mô dinh với nhau, định cho tôi vào giết nghe chưa? Nhưng mà khó lắm. Muốn thế, được thế nghe chưa? Từ nay thì bước thẳng, đừng có vác cái mặt giày ấy về đây mà nhục nghe chưa? Thông đã đoán phòng những cái gì đã xảy ra lúc chiều Khi chàng còn ở tòa Chàng cảm thấy trong thâm tâm một căm hờn đối với người mẹ quê mùa và vô lý Do đấy chàng thấy cần phải làm lành với vợ Thì tôi có làm gì đến cho mợ phải giận đâu Giọng thu rít lên Không làm gì à Thằng mạt kiếp kia Thế đứa nào xui mẹ nó mang cái con sen con đỏ ấy đến để đỏng đành Dương đông khích tây Tôi không bao giờ xử trí theo lối ám muội ấy vì tôi đã đoạn tuyệt với gia đình tôi đã lâu rồi Mợ cũng biết đấy Từ ngày làm bạn với mợ Đến 4 năm nay Tôi có quan thiết gì đến gia đình tôi đâu Ôi chào! Thôi tôi xin Mổm thì liến thoáng chân như lĩnh ấy Mẹ anh ăn mặc như con vú già Phải Con vú già còn sạch sẽ và lành lẽ hơn ra thêm một con bé xấu hơn con sen Bẩn hơn con lợn Lên giọng hách dịch bề trên Những là nó là vợ cả thằng thông Nó có quyền làm chị đi trước làm chị, đi sau phải chịu lụy làm em. Gớm, gớm rõ bầm sáu cái nõn nường chưa? Cả lũ nhà anh chỉ đáng làm đầy tớ và múc nước cho tôi thôi. Nguyền rùa mà sát thông và người vợ xấu xí quê mùa của thông đã là quá lắm rồi. Chàng ôm lòng chịu được, nhưng phạm đến danh dự của gia đình chàng và người mẹ đã sinh đẻ ra chàng đến hai lần, thì chàng không chịu được nữa. Một thằng con tuy mê muội, ngu đần đến đâu, nhưng đến phút này cũng phải trồm lên vì uất ức. Thông hai tay nắm chặt Răng nghiến lên kèn kẹt Mắt đổ lửa trợn trừng nhìn thẳng vào mặt Thu gian từng tiếng Thủ bảo ai chỉ đáng là tôi tớ múc nước Ai là vú già Ai là con sen Đủ chó má Thu không chịu lép vùng dậy Bảo may, bảo may Mẹ mày, vợ mày Cả nhà nha mày Thì làm sao nào Thông điếng người như mất hết trí giác Sấn lại Vụt trên mặt Thu một cái tát trời sáng thù ngạ lan đùng dậy lên đành đạch hai tay ôm mặt kêu khóc ầm ĩ chửi rủa xa xả thông như con thú dữ nhảy sổ lên giường một tay bắp chặt cổ vợ một tay mưa xuống những quả thụi nặng cân vào mặt vào vai vào lưng vào ngực hầm hè mày phải chết mày phải chết mày đã tận tử đến thế ông phải đánh mày chết rồi ông đi tù im im đổ nghiệt xúc Đổ dâm phụ. Ông vì chót nhầm nên không muốn để cho môi hở răng lạnh. Ông bưng kín một vết thương lòng để tha thứ cho mày hết. Thế mà mày còn nghĩ hay ho lắm, không biết thế nào là nhục. Quần lang chạ, còn yêu tinh. Chưa khi lấy ông mày đã có mang hai tháng với thằng chủ lò, mày còn nhớ không? Mày mà đưa bé ra đời được mấy tháng thì chết, Chứ nếu không ông đã phải mang thêm một cái nợ. Trong những phút si tỉnh, ông đã chạy theo mày, không một suy si tính. Này thì đã lỡ rồi nhưng cũng không cần. Muốn ra sao thì ra. Cả ngày hai buổi đi cỏ bạc không chán, lại hết đêm nọ đến đêm kia. Nào tường, nào di nê, nào nhảy đâm, nào hẹn hò trắng gió. Có học như mày cũng bằng thưa. Thông cứ kể tội, cứ bóp cổ, cứ đấm, cứ đạp bất kể là trời đất nào. Trước thu còn vẫy vùng, còn chửi rùa. Sau dần dần nghẹt hơi, yếu sức quá chỉ còn ằng ạc, u ớ như con mèo tắc hơi, rồi lịm đi. Thông buông vợ ra rên lên những tiếng hậm hực Chàng khuỳnh tay đứng nhìn xác thu như nhìn một con vật vừa bị chọc tiết xong Lặng 5 phút Thông quay ra lầm bẩm. Lần đầu tiên Mà cũng là lần chót hết Tao cho mày nếm cái uy quyền của một thằng chồng Thông thay quần áo Rửa mặt Rồi cắp mụ ra đi Thông đi đâu chẳng biết nữa Chàng cứ bước Trong những bước chân nặng bồng Nhẹ tách Chàng thất thểu đi qua bờ hồ qua hàng đào, hàng ngang, qua chợ Đồng Xuân, rồi thẳng xuống quan thánh, trên đường cổ ngư. Một làn gió lạnh lướt qua, vài chiếc lá khô rụng, thông dùng mình. Chàng cảm thấy một đau xót, thiết tha. Tấn kịch đã xảy ra hồi chiều và vừa nãy, chàng tưởng đó là một ảo ảnh. Chàng giơ tay vuốt tóc, sóc lại ve áo. Một cặp uyên ương vừa lướt qua, còn vọng lại những mẩu chuyện gì dầm. Chàng rút đồng hồ túi ra coi, chín giờ năm một hối hận đến chàng lẩm bẩm chưa chừng quá tay nó chết mất chàng lại tự truyền phán ừ thì chết chết thì tù về mà chịu tội cũng đành thông vẫy chiếc xe tay ném mình trên nệm anh sai nhanh nhào, giọng láo lỉnh bẩm cậu nhiều món hầu lắm ạ à. thông quắc mắt sẽ quát cơm mồm đổ khốn về lao đúc anh xe không dám thêm một tiếng cong lưng cuối cổ chạy như ngựa vía Đến nhà cửa đã đóng Thông khẽ gõ mấy tiếng Thằng nhỏ mở cửa ló đầu ra Giọng ngái ngủ bẩm cậu đã về à Thông chẳng thèm gật đầu Chàng đi thẳng lên gác Cửa gác khép nhưng còn trong đèn Tiếng động đầu tiên Làm vũ em tỉnh giấc Nó nằm cạnh võng mây đang ru em bé Nó quay vội ra ề à Bẩm cậu đã về Thông đi thẳng vào buồng ngủ Thu đã chẳng có trên giường Mợ đâu mày Dạ thưa cậu đi một lúc Thì mợ con cũng vùng dậy đi luôn Thông buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm Thôi được Càng hay Chàng để nguyên cả quần áo lên giường thao thức Thế là hết Còn đâu là cái lạc thú gia đình Nó đã nhận tâm được thế thì còn chờ gì mà chẳng giết nốt một nguồn sống cuối cùng của mình. Khách chồm dậy như một chiếc lò xo, rút mùi xoa, lao vội hai dòng lệ nóng. cạnh bàn đèn, phía bên kia, Loan, một kỹ nữ, đang tiêm thuốc. giật mình đánh rơi tiêm, mắt thao láo nhìn khách bằng tất cả mọi kinh ngạc. Khách vẫn như đi trong mơ, giọng nghẹn ngào. hừ, thế là hết, mình đã đi trong cạm bẫy để tự giết mình. thế mà mình vẫn ngu ngốc mà đi trời ơi mẹ ơi con ơi đời tôi thế là hết có mẹ tôi đã dường dẫy mẹ có vợ tôi đã dường dẫy vợ để để điên rồ mà chạy theo một cái bóng hú tim khi chợt tỉnh thì đã quá muộn rồi người kỹ nữ từ hơn một phút vẫn hao háu đếm từng cử chỉ của khách nàng buông dọc tàu và bật dậy như một bộ máy nhẹ tay đỡ vai khách giọng ái ngại Quan xơi thêm dăm điếu nữa Còn nhiều thuốc lắm Hay quan cho phép Em đi quạt màn để quan đi nghỉ kẻo mệt Khách không trả lời Từ từ ngả lưng nằm chỗ cũ Vặt tay qua chán Mặt lìm dìm như đắm hồn trong suy nghĩ Chốc chốc lại nấc một tiếng thở dài Loàn bèn lén trước cử chỉ lạnh lẽo của khách Nàng cũng ủi oải nằm xuống Khép nép làm chọn một bổn phận của một con kỹ nữ Nàng lại hơ thuốc Làn tiềm giết vào lũ nhĩ quay dọc tàu mời khách Khách nghiêng đầu Dường đôi mắt hoe đỏ nhìn mỹ nhân Đó, chiếc đồng ngôi lệch Đôi mái tóc hơi quan quan không cân đối Đôi mắt nhung mơ mộng Chiếc mũi thanh thanh Chiếc mồm nho nhỏ Đôi môi mỏng mảnh Không đủ che kín những hàm răng trắng nuốt và đều đặn Khuôn mặt tròn và ngắn Nước da mịn hồng Chiếc áo hàng màu tím rất ăn ý Với chiếc quần da tanh giúp trắng Những đường cong nhân tạo Những dáng điệu nặn nọt Tất cả, tất cả những cái gì ở người kỹ nữ đối diện đã đập vào giác quan khách một nhầm tầm, thối tha. Vì nó là một hiện hình của những cái gì đã có ở con người lường phản, con người giả dối, đê hèn, đã thản nhiên bỏ khách mà đi. Khách vùng tay gạt phát chiếc dọc tàu cao mặt truyền lệnh. Thôi, không hút nữa. Người kỹ nữ lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng cũng cố nạn một nụ cười khêu gợi, gặng. Thế em đi quạt màn hậu quan nhé Khách xua tay lìa lìa Không, không cần Chị cứ xuống dưới nhà đi nghỉ Mặc tôi, để tôi nằm trên này một mình Xuống đi, xuống đi Từ 89 chín năm nay Ra đời theo nghề xanh phách Người kỹ nữ này từng lan lộn đã nhiều Tiếp đủ khắp các hạng quan viên Từ một cụ lý đình dù Đến một tay chơi lọc lõi Không một ai phải phật ý vì nàng và không những thế Trong làng chơi hiện giờ Nàng là một hoa khôi cự phách Có những nụ cười phá sản Có những giọng khóc huynh ra Thêm mà này một quan viên đối diện Nàng thấy ở khách Có những cử chỉ và hành tung kỳ quạc Đã ba tháng nay Ông khách kỳ quạc này lờn vờn như một bóng ma Khắp các làng son phấn Khách là một quan viên hào phóng Lịch sự và nghiêm trang Khách không bao giờ phiền nhiễu chị em Nhưng cũng không một lần nào chị em được cái hân hạnh là lơi hay chung trạ cùng khách Khách đến để rời thản nhiên về không Để lại một thiết tha luyến tiếc Khách hiện đến nhà này là lần đầu tiên Khách đến để nằm dài bên khai đèn từ chập tối Khách chỉ nghe qua loa vài khổ trống Uống hết một chai sâm banh rồi cho chị em nghỉ Đóng cửa đi nằm Thế thôi Khách bắt mang khay đèn lên gác Tuyển một trong bọn chị em có sắc có tài Lên tiềm thuốc Người kỳ nữ tinh quái còn do dự chưa muốn xuống Cố đọc những tư tưởng khách Cười giòn giã Hay em gọi chị khác thay em lên tiếp quan nhé Khách tỏ vẻ bất mãn cầu nhào Thì tôi đã bảo không cần ai hết mà lì Ổ chị này bất lịch sự Hay chị muốn tôi ra ngay bây giờ Cũng được Đây tiền đây Chị gọi bà chủ lên mà nhận Khách nhòm dậy Móc ví Ném tập bạc trên khay đèn lầm bầm Già không ở đâu mình có thể tìm được một vài giờ tự do. nào thì đi. người kỳ nữ đâm hoàng dìu khách ngồi xuống bàn lớn. em xin lỗi cùng quan. quan tha thứ cho em xuống đây. xuống ngay bây giờ để khỏi rộn lòng quan. nàng ngao ngán đi xuống để mà khách lại rơi mình trên gối cạnh khay đèn. nàng gión bước xuống cầu thang nhưng không quên nhìn trộm khách. khách vẫn nằm im lìm đuổi theo một kỹ vãng. khách không phải là ai xa lạ. Thông đấy Thông hôm nay không còn là một thanh niên ham sống như hồi cách đây ít tháng Chàng chỉ còn là một hiện thân của thất vọng Của chán nản Ở chàng Không còn những vẻ rụt rè và bỡ đỡ Của một kẻ sống du phụ trong quyền quý Vì ở chàng Ngày nay Bản năng thằng người đã trở lại Nó trở lại sau một tan vỡ Ngày ấy không xa đâu Ngày ấy cách đây chừng 6 tháng Sau cuộc xô sát cùng thu Thông bị truy tố trước tòa án công quyền về tội hành hạ một người vợ trái pháp luật. Chàng bị thua kiện và Thu đã xin ly dị cùng chồng. Một phiên hòa giải đã thỏa thuận ký giấy cho vợ chồng Thông ly dị. Mặc dầu Thông đã hết lời nàn nỉ cùng Thu và bà Hàn. Chàng đau đớn bước ra khỏi tòa, ôm con đến thuê một gian gác nhỏ ở ngõ trung liệt cũ. Những chuỗi ngày buồn nặng nề chảy qua, Thông vẫn sống hiền lành bên đứa con thơ mới biết bò. Nhưng một não cảnh bỗng xảy đến trong cái tổ mong manh và thiếu êm ấm ấy sau ngày ly dị 3 tháng. Trong cảnh gà sống nuôi con, Thông đã tưởng được tạm yên để mà vớt vát lấy một lẽ sống cuối cùng. Thế mà độc địa thay, người ta đã mang đi mất đứa con chàng. Nó đã bị đánh cắp không một dấu vết trong những giờ chàng phải cặm cụi ở tòa. Thông đoán giả là Thu đã đến đánh cắp mất nó. Chàng nhiều lần xuôi hải phòng, đến biệt thự Mai Viên để dò hỏi nhưng chẳng bao giờ được lách mình qua khỏi cánh cổng sắt Như hãnh diện nhạo chàng Người ta xua đuổi chàng như một thằng ăn mày Và ném vào mặt chàng những khinh khỉnh Đong đưa Buồn giàu Thông quay về mang theo một tư tưởng trả thù Hay nhờ pháp luật can thiệp để lấy lại đứa con Nhưng biết đâu Biết đâu giọt máu của chàng Đã chẳng bị tay kẻ khác mang đi Chứ chẳng phải thu Vì cứ lấy lý mà đoán Một con đàn bà tàn nhẫn và đi hèn như thu Vị Tất đã còn sót lại một tình mẫu tử, bởi chừng đã ruồng giấy một người chồng, thì ít có tư tưởng đào bòng một đứa con. Thông nghĩ thế, nên bỏ rơi những tư tưởng đen tối là báo thù và kiện cáo, chẳng hết cớ nguyện vọng lập lại cuộc đời, chẳng theo chúng bạn đi tìm những thú vui chốc lát trên những chiếu bạc, trong các xóm chị em, những tiệm nhảy, những hộp đêm. Trong 3 tháng, Thông đã trải gần đủ những chua cay mặn chát của thú ban đêm. Một cái vung tay là một nắm tiền qua cửa sổ Một cái chép miệng Là một cái lăn mình trong xa ngã Nhưng mà sao ấy Sau những phút trác táng Lòng người thanh niên ấy như chẳng được đền đáp một phút nào Những phút hối hận Có nhiều lần bắt thông phải quên hẳn con người lang trả Đề nghị đến người mẹ đau khổ Và người vợ bị ruồng sẫy Đang ngóng mong chờ đợi Bà lá thư gửi liền trong một tháng Chàng đã dùng hết những tiếng thổn thức của lòng Để sám hối cùng mẹ Và người vợ nhẫn nại nhưng bà lá thư đã mất tích Không một âm hao. Chẳng cho là bà Lý và Ngọc còn giận chàng lắm Những lời trong thư không đủ sám hối một lỗi lầm Và biết đâu Sự có mặt chàng ở quê nhà Không có một hiệu quả lấy lại cái tâm của người mẹ nhân tử Và người vợ chất phác Chàng quyết kế về quê Nên xin phép nghỉ hàn nửa tháng Nghị định đã tới tay Thông hàm hở trở lại lụy tre xanh Chàng chết điếng người Khi đến cổng nhà chàng còn thấy bóng một người thân Người ta cho chàng biết Là bà Lý và Ngọc đã bỏ làng Mang nhau đi tha phương cầu thực từ năm tháng nay rồi Tuyệt vọng Thông giảo bước quay đi như một thằng kẻ trộm Chàng phục bên mổ cha Khóc lóc một hồi thảm thiết rồi đi thẳng Thông tính mầm trong bụng Lần này ra Hà Nội Hết phép nghỉ sẽ xin từ chức để đi thật xa Đến tận chân trời góc biển Để dõi theo vết chân của hai người đàn bà đau khổ Ra tới Hải Phòng chàng nhầm tính Còn những 13 ngày nữa Chàng không muốn vào một nhà quen nào Và trông thấy một người bạn nào Nên mượn những xóm chị em làm nơi nghỉ xác thịt Hôm nay là buổi chót hết của 15 ngày nghỉ phép Thông lần lưng tính toán đã cạn đến đồng xu cuối cùng của 500 bạc Mà chàng đã vay của lão mười 15 hôm trước ở Hà Nội Chàng cần giữ làm gì chiếc nhẫn cưới nữa Nó là một chiếc nhẫn mặt kim cương đáng giá Thông đem bán được hơn trăm bạc Chàng dành lại đúng 100 để làm tiền hành lý ngày mai Còn bao nhiêu vùng đi cho bằng hết Chàng đến chiếu nhà hát này từ chập tối Chàng đã nghe hát, đã uống rượu, đã hút thuốc viện Rồi lại hút thuốc viện và nằm biệt tịch một mình trên căn gác Để tránh những rộn ràng có thể là một phiền phức Cả người kỵ nữ ấy Loan, con người sinh tươi trẻ đẹp, có duyên ấy Cũng bị thông loại xuống Những màu đời dĩ vãng từ quê gia tình từ một học sinh chất phác và ngoan ngoãn Đến một người chồng Rồi một người cha Rồi một quan phán tại tòa Đã giật lùi trở lại để diễu qua mắt chàng một lần nữa Nó rõ rệt quá Nó rành mạch quá Những cách cư xử với mẹ Với Ngọc Với Thu và gia đình Thu Nó trái ngược và xung đột lẫn nhau Thông không ngờ chàng lại nhẫn tâm được đến thế Đối với mẹ và với Ngọc Mà lạ hơn nữa Là chàng đã phụng sự Thu và gia đình Thu Đến quên cả bổn phận làm người Làm chồng và làm con Ngoài trời vẫn mưa giả dích Gió bức rít lên qua khung cửa chớp Tia thẳng vào căn phòng trống rỗng Ngọn đèn dầu lạc yếu ớt ngả nghiêng như sắp ngã Thông kéo chăn bông ủ lên đến cằm Nhìn thẳng lên trần Đuổi theo chiếc mối rách đang tha mồi đến cho con Một liên tưởng dịch đến Cảnh và vật như ủa vào khiêu khích lòng một kẻ bị tàn phá Thông vùng dậy hậm hực Hẳn là nó đang mang giọt máu của ta đi Hừ, Được Ta phải đến thăm con ta phút này Ta phải mang nó theo Để cùng ta cùng hưởng những phong vị của màn xương gối tuyết Ta phải tìm cho bằng thấy mẹ ta Để cho nó tận tay người Một cử chỉ lanh lẹ Thông nhảy tót xuống sàn gác Sỏ dày Thắt lại cà vạt Khoác áo đội mũ ra đi Người kỹ nữ Từ bao lâu vẫn nấp ở gió cầu thang Dình từng cử chỉ khách Thấy khách xăm xăm bước xuống Nàng nhô lên sợ hãi van lơn Chết chửa Quan đi đâu giờ này Bên ngoài mưa gió lạnh lắm Xin hãy nằm nghỉ sáng sớm hãy nên đi Đã ba giờ rưỡi đêm rồi Khách trưởng mắt gạt người kỹ nữ ra một bên cào nhào Tôi đi việc tôi Không việc gì đến các người Tiền hát hôm nay tôi đã chi Kìa 15 đồng ở trên khai đèn ấy Thông nặng nề xuống thang không ngành cổ lại Người kỳ nữ nhìn theo ái ngại lầm bẩm Quái Cái anh chàng mới lạ lùng làm sao Hay là một thằng điên Có lẽ đúng Thông tự mở cửa lấy ra đường Mưa tuy đã ngớt Nhưng gió giật càng mạnh Không một chiếc xe Không một bóng người Chàng xăm xăm bước Qua ngã tư cánh gà Qua ra quán bà mau Rồi biến hình trong bóng tối trên con đường huyện rào Biệt thự mai viên cách đấy không xa chỉ chừng 15 phút Thông đã hiện hình bên dậu sắt Hơn một phút nghe ngóng Thông thoàn thoát trèo qua rào Và 5 phút sau đã mò đến buồng khách Không một tiếng động Thông vẫn tiến Qua buồng ngủ bà Hàn Những tiếng ngáy đều đều Thông được vững dạ Phía trong cùng Qua buồng rửa mặt và buồng trang điểm Là buồng thu Chàng liền ra phía sau Sát sản thiên lý Cửa sổ cũng đóng Chàng ghé mắt qua cửa chớp nhìn vào bên trong Cửa kính không đóng Chiếc đèn ngủ màu hồng nhợt Vẫn còn đủ sai sáng mọi vật trong phòng Thông lộ vẻ mừng Chàng rút dao túi loay hoay nợi cửa chớp Chàng nín thở và làm việc rất khéo léo nhẹ nhàng 15 phút qua Chốt cửa đã bật hẳn Thông xoa tay sung sướng Nở một nụ cười đắc thắng Chàng mở hẳn một cánh Và lanh lẹ thoát qua cửa sổ vào phòng Không một tiếng động mạnh Thông dừng lại một giây Thở một hơi dài để lấy lại tinh thần Và đảo mắt củ soát khắp một lượt Quanh phòng Trừ chiếc giường Hồng Kông phủ màn tuyên trắng nõn Không có một chiếc giường thứ hai Dù là một cái giường nhỏ Chỉ đủ cho một đứa trẻ nằm Thông hơi thất vọng Đã toàn quay ra Nhưng tính tò mò gợi chàng phải để mắt đến chiếc giường Hồng Kông đầy vẻ bí mật Chàng lặng lẽ tiến lại cửa màn Chỗ bước xuống Hai đôi giáp nhật song song nằm sóng hàng đều nhau qua lần tin mỏng hai mặt người quay sát lại nhau nhô hẳn ra khỏi chiếc mền bông trắng toát thông không do dự vén màn thu nằm phía ngoài quàng tay qua cổ lão chủ lò cả hai cùng ngủ say như chết thông buông một tiếng thở dài bỏ cửa màn lùi lại một bước chàng ngoặt mình toàn quay ra nhưng một giọng ngủ mê đột khởi mình ơi em yêu mình lắm mình che chở cho em nhé em sợ lắm Thông nó vẫn rình mò em đấy. Mình yêu, yêu. Bốn bề lại lặng lẽ, những tiếng ấy lại đều đều. Thông thoát quay lại. Trước cảnh khiêu khích, chẳng không sao nén lòng được. Thông trao rộng cửa màn, khoảnh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn giấc ngủ say xưa của đôi tình nhân. Hừ, quần khốn kiếp, đổ nghiệt vụ. Tiếng cuối cùng khá mạnh, làm thư tỉnh giấc. Nàng quay vội ra, Dơ một tay che bóng đèn gấp gai nhìn Nàng đã nhận ngay ra kẻ đứng ở đầu giường là ai rồi Một tiếng kêu thất thanh Ôi giời ơi Anh, anh Nó điên giết tôi Chết mất, chết mất Anh, anh Cùng một lúc người đàn ông tỉnh dậy Và nhanh như chớp Lão luồn tay dưới gối lôi ra một vật đen xì Khẩu súng lục Lão quỷ một chân chĩa miệng súng vào địch nhân dọa Muốn sống giơ tay lên À Thông phải không Tốt lắm Biết điều hãy giơ tay lên Thông vẫn khoanh tay cười nhạt Hả Sao anh hèn nhát thế Anh cậy có binh khí để đàn áp một cái chân tay không Anh hùng nhỉ Anh phải biết Nếu tôi định giết anh thì có khó gì Từ lúc nãy anh đang ngủ tôi cứ việc hạ thủ Ồ Anh tưởng tôi luyến tiếc chi cảnh này Chẳng qua đến đây vào giờ này Là để tìm con tôi tôi chỉ cần thu trả lại con tôi lão chủ lò dần thêm một bước bắt thông phải lùi thêm một bước rồi hai bước ba bước giọng lão quyết liệt hét nhưng trước hết tôi cần anh giơ tay lên nếu không hòn đạn này nó sẽ soi qua trái tim anh tôi có quyền hại anh ở nơi này mà tôi vô tội vì lý đương nhiên anh là một kẻ gian một kẻ đi ám sát giơ tay lên giơ tay lên trước một lý luận quyết thắng Thông đành phải nuốt nhục dơ tay Thu thẻ thẻ hỏi Anh bảo đến đây đòi lại con anh là đòi đứa nào Còn anh thì anh trông nom từ đấy Chứ tôi vạ gì mà đi nuôi hộ anh Thế sao Thu không đánh cắp nó đi Ai thèm, ai thèm Anh bước ngay khỏi đây Không có tôi hô chúng nó cho gô cổ anh Đem lên cầm thì lại rũ tù bây giờ đủ đều cáng kia Chỉ vào vĩnh thôi Còn tôi mới con tớ gì Anh chủ lo, hãy tống nó ra khỏi cửa đi gớm chưa dễ định vào nhỏ ra to chắc thông tức sôi lên sùng sục gầm lên một tiếng định nhảy sổ đến bóp họng cho chết cái con đàn bà phản trác ấy nhưng lão chủ lò đã dõng giả quát lùi ra phía cửa mau chậm thì chết ngay thông phải lùi ra phía cửa buồng nhưng cửa khóa lão chủ lò phải một tay chĩa súng một tay vạn khóa thông chỉ chờ có thế chẳng lăng mình như một tia chớp đâm nhào vào bụng địch nhân Đồng thời một quyền đưa ngược lên vào giữa quai hàm lão chủ lò Trong lúc thẳng thốt không kịp đề phòng Lão ngã lộn ngửa phía sau Không chậm một giây Thông nắm được tay súng Vạn trái lại Làm khẩu súng phải rơi ra Thông cướp lấy Điểm mặt địch nhân cười khinh bỉ Nào Xem tôi với anh bây giờ ai thắng Lúc này Thu đã bước xuống khỏi giường Chạy bay ra chỗ cửa sổ tìm lối thoát thân Thông chỉ một cái run chân đã đòn trước mặt Thu giàn giọng. Còn nghiệt vụ này, mày định chạy đi đâu? Thu liếu lưỡi vái lia lịa. Anh Thông, em van anh, tha cho em. Xin anh nghĩ lại, vì có phải lỗi tại em đâu. Đổ ra ngoan, tham sinh úy tử. Sao hồi nãy mày hông hách lắm kia mà? Quần chó má, mày phải nói cho thật. Còn tao mày để đâu? Thu rền dĩ khẩn khoản. Em có mang nó đến đây làm gì? Anh đừng nghi oan cho mà tội nghiệp Một tiếng động làm thông quay lại Lão chủ lò đã rút được lưỡi dao săn trên tường Hùng hồ sấn đến Lưỡi dao như làn chớp Đâm thẳng vào gáy chàng Thông chỉ còn đủ thì giò tránh sang một bên Lưỡi dao trượt qua gáy Và chúng bả vai Một tiếng dù kinh hồn Một tiếng súng nổ Rồi một tiếng dù thứ hai Cả hai người đàn ông cùng ngã khủy Thông chẳng kịp đôi hồi Ném trả khẩu súng ôm vai lào đảo thoát qua cửa sổ đi trốn. Lão chủ lò bị trúng đạn ở mạng sườn, nằm vật bên vũng máu vừa rên vừa kêu cứu. Đưa sát nhân, đưa sát nhân, ai cứu tôi với. Ba người lính kín đã tròi gô được kẻ gian trong khi nó đang leo qua dậu sát ra ngoài. Người ta kéo cả vào buồng ngủ để cấp cứu nạn nhân. Kẻ trúng đạn đã được trở đi nhà thương và gian nhân đã bị tống lao. Bệnh tình chủ lò tuy không đến nỗi nguy đến tính mệnh, nhưng đã phải mổ để gắp đạn. Còn thông thì chỉ bị thương soàng ở vai bên trái thôi. Các báo thông tin đều nhao nhao lên bình phẩm. Những là một quan phán đi ăn cướp, một tường cướp lợi hại đã công nhiên vào biệt thự Mai Viên và bắn chúng thương sự chủ. Một cuộc trả thù ghê gớm chỉ vì tình, vân vân. Thậm chí có tờ báo đã mạnh mẽ nêu lên trang đầu như vậy. Một cuộc đổ máu, duyên do chỉ vì tiền và tình. Bảy năm qua, qua một cách nhanh chóng không ngờ. Một buổi sáng mùa đông dưới bầu trời ảm đạm, tối tăm, mưa phùn gió bấc, đường xá nhớp nháp lầy lội. Một buổi sáng không có mặt trời, người qua lại thừa thớt, cảnh thảm đạm, điều hưu. Thành phố Hải Phòng đương còn ngái ngủ. Trước cửa nhà pha, phía bên kia đường, rìa bờ sông, một thiếu phụ lặng lẽ chờ. Thiếu phụ vào hạng thượng lưu, vì cứ căn cứ vào cách phục sức và dáng điệu cử chỉ người ta có thể đoán ra đó là một bà thông hay bà phán hoặc bà chủ hiệu nào. Người thiếu phụ còn trẻ, trẻ lắm, chỉ chạc chừng 23-24, ham ham nhưng có một vẻ đĩnh đạc và bệ vệ của tuổi trung niên. Mưa vẫn bay, gió vẫn thổi, thiếu phụ vẫn kiên tâm che ô đứng lặng dưới gốc ba răng, mắt đam đam như thôi biên trước cổng đen xì của nhà hỏa lò. Ở đây người ta không lấy gì làm lạ, mỗi khi có một người đàn bà đẹp hay sang trọng đứng rình, bởi chừng các bà, các cô, các cụ Mỗi khi đến đây Không bao giờ có ý định làm cản trở phận sự Của chú lính gác, thầy quản lao Mà trái lại Họ có nhiều thiện cảm với các thầy lắm Khoảng độ 9 giờ Từ chiếc cửa sổ tròn nhỏ tí xíu Chỉ nửa chiếc đầu chui lọt Phía trên cánh cổng sát bên tay phải Có một bàn tay thỏ ra vẫy Và tiếp theo một giọng khàn khàn Này, bà Tham Bà Tham Thông Sang đây, sang đây mau lên một tí người thiếu phụ sang trọng từ hồi bảy giờ mỏi mòn trông đời nay bỗng nghe tiếng gọi và trông thấy tay vẫy vội vàng rào bước tiến đến khuôn cửa bí mật lắp bắp không nên lời vì một nỗi mừng rào rạt ông quản đấy phải không ông quản đấy à thế nào mấy giờ hả ông sáng hay chiều phía trong cửa lại giọng ồ ồ đáp lại chín rưỡi, chín rưỡi chín rưỡi chín rưỡi bà chịu khó chờ lúc nữa quan đăng ký giấy ta Xong giấy má Cũng còn phải giả quần áo nhà nước Phải nửa do nữa Người thiếu phụ lộ hẳn những nét hần hoàn Cảm ơn ông Cảm ơn ông Đích xác là ông tham thông đi chứ ông Bẩm vâng Đúng lắm Đúng lắm Ông tham thông nhà ta trước làm việc ở tòa án Hà Nội chứ gì Phải rồi Mà người hơi cao cao Có một nốt ruồi ở cạnh sống mũi bên tay trái Đích thị Đích thị Bà cứ tin ở nhà cháu Nhà cháu đã giúp ai thì giúp đến nơi đến chốn. Thế ông không nói là ở ngoài này có ai đợi đi chứ Vâng vâng Nhà cháu đã theo đúng lời bà dặn Tốt lắm Cảm ơn ông Vâng không dám Xin phép bà Cháu cũng phải vào ngay để nhận quần áo tù Trả kho Lúc này người thiếu phụ có bộ mặt tươi như hoa Bao nhiêu những băn khoăn từ sáng đã biến hết Nàng lùi lại đứng ra tận mép hè nhưng mắt vẫn không rời khuôn cổng mưa vẫn rội gió vẫn rít trời vẫn u ám mịt mù cảnh và vật vẫn tiêu điều buồn bã chín rưỡi một hồi chuông lanh lảnh dứt cánh cổng nhà pha từ từ hé một bóng người trắng toát từ đầu đến chân co do tiến ra phải nói là một ông già chưa đến tuổi thì đúng hơn hay nếu có thể đó là một hòa thượng vừa mới phá giới một thanh niên già trước tuổi Rong ròng cao Da mặt thì xanh sao Mà lưỡng quyền thì dâu hẳn ra Chiếc đầu chọc lốc Chiếc chán cao rộng Mà đầy nét săn Hai mắt sâu thẳm Chiếc mồm vêu ra Dầu mép và dâu cảm cứng nhắc Đâm ra tua tua Bộ quần áo trắng mùa nực như không đủ ấp ủ Cho cái thân thể gầy còm Trong lúc mùa đông tháng giá Người tự nhân mãn hạn Đảo cả mắt lờ đờ nhìn khắp ngược xuôi Như còn dụ dữ bước Gia quan chàng bỗng đập vào một hình bóng Hình bóng một người đàn bà đứng sát lề đường Đang chăm chú nhìn mình Một người đàn bà thượng lưu Trẻ đẹp và lộng lẫy Với làn tóc quấn trần Chiếc ngôi lệch Khuôn mặt trái xoan với nước da mịn hồng Đôi mắt bổ câu đen lánh Hoạt động dưới đôi mải thiên tạo không trang điểm Chiếc mũi thon thon Chiếc mồm nhỏ xíu Làn môi mỏng và tươi Để lộ hàng răng đen rức và đều đều Chiếc áo sai tanh súp màu vàng anh rất nhã, hợp với chiếc quần nhiễu trắng. Những đường cong đều đặn, một thân hình cân đối, một người đàn bà đẹp nhưng nghiêm trang và khắc khổ. Đôi mắt thiếu phụ vừa chợt gặp đôi mắt của người đàn ông khốn nạn, thì vội vàng quay đi. Nàng xe sẽ, sẽ thở dài, nửa như sung sướng, nửa như đớn đau lẩm bẩm. Trời, thông, bảy tám năm trong chôn lao tù, chẳng đã tiểu tụy đến thế kia ư? người đàn ông khốn nạn Thông Phải, chính Thông đã được mãn tù Kể từ hôm nay Trong phút này Người ta đã trả lại tự do cho chàng Thông bây giờ đã là người khác Mới thoạt nhìn Đố ai nhận ra một quan phán trẻ tuổi Của 7 năm về trước Ngày nay Thông chỉ là một người già Một phế nhân Đường dựa chốn biên thùy Phân giới địa ngục và thiên đàng Thông có một cảm giác lộn xộn và khó hiểu Chàng bỗng thấy được thở một không khí mới mẻ và lạ lạ Chàng đã được trở lại với đời sống Đời sống năm xưa Chàng nhìn khắp mọi vật xung quanh Người đàn bà hãnh diện đứng kia đã làm chàng ngờ ngờ Thân nhân chàng Không Vợ một người bạn thân Không Một người nhân tình cũ Một gái nhảy Một gái xăm Một cô đầu Không Nhất định không Vì đấy là một bà Một người đàn bà gia đình nhưng... Nhưng sao những nét mặt quen lắm Giống ai nhỉ Quái Rõ ràng giống một người Thông hai tay đút túi quần Co giò bước Giờ này, phút này Chàng cũng không biết nên đi đâu Chàng cứ bước, mặt cúi gầm Trên đường cái Thiếu phụ hãnh diện trên chiếc xe nhà đồi mồi gọng đồng Thùng thẳng dõi theo Thông vẫn đi Lặng lẽ đi không nhìn một ai qua lại không dừng bước trước một cửa hàng nào. Chiếc xe đồi mồi vẫn theo giết cách chàng chừng 10 bước. Hết dậy bò nát, qua cầu đất, qua chạy linh khố xanh, quần ngựa, ngã tư phỏng, thẳng lối lạch chay. Sự tình cờ, thông dừng bước trước biệt thự Mai Viên. Cảnh vật đã khác xưa, nhà đã đổi chủ. Thông ngẩn ngơ buông một tiếng cười rùng rợn, thốt lên những tiếng trong cổ họng. Thôi, thế là hết. Nhục lắm, chỉ có chết là đủ đền tội Đi Kia rồi Thông lại rào bước Những bước ham hở Anh xe không cần phải đợi một lệnh truyền Chỉ một tiếng gót giày giận rẽ trên sàn xe Là anh lập tức rào cẳng Đến ngã tư huyện rào Thông tiền lên cầu Chàng dừng bước trên nhịp thứ hai Tay ôm đầu tựa khuỷu vào thành cầu Mồm lầm bầm như khấn nguyện 5 phút 10 phút 15 phút thông ngừng phát đầu những tia mắt quả quyết quắc sáng đảo nhìn tứ phía một tiếng thở dài nặng trịch kẻ chán đời đã gách một chân lên thành cầu thì một bàn tay nhẹ để trên vai ông thông khi phách nam nhi chỉ có đến thế thôi ư thông dần mình quay lại quắc mắt nhìn ồ già vẫn người thiếu phụ lúc nãy thông nhìn người đàn bà kỳ lạ suốt từ đầu đến chân bà muốn gì tôi là bạn của lệ thu nữ sĩ bà phải tôi theo lời bạn để đến đây đón ông trở lại với gia đình ông bà nói đùa tôi không có gia đình nào cả lệ thu lệ thu không phải là vợ ông còn người bội phản ấy đã là người xa lạ nếu con người ấy biết hối cải tìm ông không đời nào không đời nào tôi còn lại muốn nhìn thấy con người đê tiện ti ô ấy Thế còn ông, ông đành bỏ Thông chùa sót láp bắp Nó đã mất tích rồi còn đâu Nó hãy còn sống Còn sống và được sung sướng Ông nghĩ sao Vô lý Bà không dẫn tôi đi chứ Tôi ít hay nói dỡn Nó được sống sung sướng dưới sự che chở của bà nó và dì nó Ai Bà Lý Tử và Đĩ Ngọc Thiếu phụ vừa dứt tiếng Ngọc thì bắt nghẹn ngào Thân thể như rung động một xúc cả mạnh mẽ lắm đến chạn họng thông vô lấy thiếu phụ bà dậy thế nào còn tôi đã được nâng niu bởi mẹ tôi và ngọc vâng hình như ông cũng quen biết ngọc thì phải thông lạnh bút cả người như vừa chợt trải qua một làn gió mạnh hai giọt lệ nóng từ từ lăn trên gò má dương sầu ngọc mới là một người vợ hoàn toàn ông này mơ ngủ ngọc sao bằng thu xin bà tha cho tôi điều ấy Bà đừng thống mạ tôi Tôi nói thật đây Tôi đã phụ Ngọc Nhưng Ngọc thì hình như chán ghét ông lắm rồi Bà dọa tôi Ờ à, xin lỗi bà Giọng thông bỗng ngập ngừng Tôi trông bà quen lắm Thì bạn của lệ thu nữ sĩ mà lệ Thông trồm lên sung sướng À không phải Tôi nhớ ra rồi Bà là Bà là Thiếu phụ trưởng mắt Lùi lại một bước, giọng sầm nghiêm. Ông phải biết tự lượng. Tôi không quen ông lắm. Nhưng tôi đã nhận nhờ với bạn Lệ Thu đến đây đón ông. Thì phải làm chọn một phận sự. Thế thôi. Nàng quay lại với anh xe. Từ nãy vẫn nấp ở sau cột cầu bên kia. Đã có sẵn sàng một chiếc xe hàng đi chưa? Bẩm ba đã. Đem cả xe lại đây. Nàng nắm tay thông dìu lại chiếc xe nhà. Mời ông lên cho tôi ngồi xe kia thông vừa bỡ ngỡ vừa kính phục chỉ biết làm theo một lệnh truyền chả ngồi co do trên xe mà lòng lộn xộn không hiểu đây là một chuyện thật hay một giấc chiêm bao quái người đàn bà này là ai người hay ma thu ư một trăm lần không phải ngọc ư hình như thế nhưng sao mà lộng lẫy và hách dịch tệ có lẽ không phải thế thì ai ồ lạ lùng Hai chiếc xe nối đuôi nhau bon bon trên thảm đường nhựa ướt át. Thông tuy ngồi bệ vệ trên xe, nhưng tâm trí như đang bôn tàu ở tận trốn chân trời. Mắt thông mở đi như chẳng trông thấy gì hết. Cái mưa và cái rét của ngày đông chỉ những ủa nhau sói vào người ta. Thông thấy lạnh buốt, tứ chi như bị tê liệt. Xe vẫn bon bon chạy, cảnh vật vẫn lần thay lượt đổi. Thông chẳng nhớ là mình đã qua những phố nào. Chỉ biết khi xe lướt đã qua cầu xe hòa, thì lại vun vút chạy như biến. Xe càng chạy nhanh, gió và mưa càng tăng sức xiết. Thông vừa đói vừa rét, cơ hồ không còn tự chủ được nữa. Chẳng có dùm trên xe như một con mèo ngâm nước. Người ta phải có những phút này để nhận chân lấy những cái cần thiết phải có trong cuộc sống. Qua dãy nhà bè, qua sở xi mong, những chiếc xe đã chậm dần bước. Rồi cũng đỗ hẳn trước một khuôn cổng đã cũ kỹ nhưng kiên cố. Thông bước xuống xe, ngẩng nhìn chiếc bảng lớn dựng trên cổng mà đàm nguyễn hành thông thượng lý hải phòng thông từ cái ngơ ngác đi đến một kinh dị sao lại ma nguyễn hành thông sao lại tên mình nêu lên đây đây là đâu thiếu phụ không để thông được suy nghĩ lâu nàng đỡ cánh tay chàng dìu vào tươi tỉnh nào mời ông vào xin cứ tự nhiên cho thông như một bộ máy chàng cứ mặc cho người ta kéo đi và đi bằng những bước chân không phải của mình Qua một chiếc sân rộng lớn Chỗ này vài đống vôi Chỗ kia ba đống gạch Những đống đá móng Những đống đá giam Gỗ phiến, gỗ cây Xe bò, xe đạp Ngổn ngang bừa bộn đây đó Qua những bậc thềm Thông đã vào đến trong nhà Thiếu phụ cho bộ sa lông mời khách ngồi Nàng gọi vú già ra pha nước Rồi đi thẳng vào nhà trong Thông ngồi xuống với tay lấy cái điếu ống Về thuốc đánh diêm Giết một hơi dài Chàng đã thấy đỡ mệt Công việc nhà này như đã có xếp đặt trước Vũ giả từ nhà trong bưng ra bộ khay chén kiểu nhật Rồi chiếc tech mốt Mà trẻ mạn sen đã pha sẵn Nó rót nước cung kính mời khách Rồi cũng lễ phép lui vào Thông trông vũ giả quen lắm Chàng nhớ mang máng là hình như Nó đã ở nhà chàng hồi nào Phải rồi Đích thị vú em đã nuôi cu trí còn chàng hồi cách đây 7 năm Thật là tất cả một kỳ quái hiện hình Thông bỗng giật mình chăm chú Dán mắt vào phía trong Sau bộ xa lông Trên chiếc sập gụ chân quỷ Một bà cụ già ngồi xếp bàn tròn quay lưng ra Lặng lẽ như một pho tượng Từ lúc nãy Thông không để ý Này thì rõ rệt lắm Chàng đã nhận thấy đó là một bà vãi già Da mùi tóc bạc Ngồi nhập định Lần chàng hạt trước pho tượng quan âm Bày trên tủ chè cái thân hình gầy gò và khẳng khiu ấy Thông thấy ở nó có cái gì ngờ ngờ Quen quen Một cái gì thiêng liêng như hấp dẫn chàng Một thao thức bắt chàng đứng phát dậy Cùng lúc ấy Bà cụ trường lần chàng hạt đã xong Bà từ từ quay ra Gấp gầy qua đôi kính lão Nhìn khách Thở thét lên một tiếng kinh ngạc Rồi chỉ một bước Chàng nhảy qua bụi xa lông Ôm chầm lấy bà cụ khóc nước nở Mẹ ơi Mẹ Mẹ, đứa con bất hiếu của mẹ đã về đây. Mẹ, mẹ tha thứ cho con. Con khổ sở lắm, con đau đớn lắm. Mẹ tha tội cho con. Trong một lúc, cả cái buồn và cái vui ảo đến. Lòng người mẹ như hoang mang hỗn đồn. Bà Lý lặng lờ giơ tay vuốt đầu con thổn thức. À thông, con đã về đi à? Con của đẻ không đi nữa chứ? Trong 10 năm nay, con có biết đẻ đã đau đớn đến thế nào không đẻ đã đếm từng bước chân con đi đẻ đã mong từng phút từng giây cái ngày con trở lại còn đẻ hồi này gầy guộc và yếu đuối lắm nhỉ thông ngừng lên hưng lấy hai giọt nước mắt của đứng từ mẫu lắp bắp lạy mẹ mẹ thương con với mẹ tha thứ cho con còn này đã hôi lắm rồi còn nguyện từ phút này sẽ sống dưới gối mẹ cho đến khi mẹ trăm tuổi Lòng người mẹ đã trở lại hoan hủy Thế con đã gặp vợ con chưa? Thưa mẹ ai? Con Ngọc, con Ngọc Thưa mẹ hình như chưa ạ Thế ai dẫn con về đây? Bạn của con Thu Một người đàn bà sang trọng Người mẹ lắc đầu Mỉm cười nhìn con thương hại Nó đây Con không nhận được ra à? Một người đàn bà Hiện nay có tên tuổi trong xã hội Có chân thầu cầu cống và nhà cửa cho sở lục lộ trung ương Bắc Kỳ Một bà chủ Quản lĩnh chừng 10 lò vôi Một xiềng gỗ và vài ba lò gạch Mà thửa nhà này Cũng nó dựng nên cách đây hơn 3 năm Con có biết đâu Con Ngọc Vợ con Nó vẫn theo con từng bước trong 8 năm nay Hồi còn ly dị với con Thu Sau đó mấy tháng Chính nó đã mang thằng Chí và vũ em về đây trong những ngày xa ngã của con ở những nơi bẩn thỉu nhơ nhớp chính nó dõi theo con từng bước chính nó đã chạy trọt cho con được giảm tù chính nó đã luồn lọt để cho con khỏi phải chịu hành hạ bởi những tay anh chị trong trốn ngục tù ngày nay con còn sống hoàn toàn mà trở về đây ấy là do ở lòng trí thành của một người vợ nhân hậu và đảm đang ấy từ quê gia tỉnh suốt bà nằm bùn tẩu ngược xuôi nó đã đem hết thao lược và tài đảm của một người đàn bà xuất chúng để gây dựng nên cái cơ nghiệp ngày nay con phải tu tỉnh từ đây để đền đáp lại tấm lòng vàng ấy thông nức nở lạy mẹ con xin hối cải từ phút này thế còn còn nghĩ gì đến con thu nữa không thông số hổ quá gục vào lòng mẹ như đứa con thơ lạy mẹ xin mẹ đừng nhắc chi đến nó nhờ nhớp lắm ừ nhờ nhớp thật nó đã lấy thằng chủ lò được một dạo rồi lại đi tự tỉnh với thằng khác lão chủ lò nó đã bắn chết cả đôi rồi thông sẽ dùng mình lắp bắp đảng kịp cho con nghiệt phụ bà lý lúc này thấy hài lòng lắm bà tao tiếng gọi mẹ thông đâu nhỉ làm gì mãi trong ấy con ngọc từ nãy vẫn nấp sau bức bình phong nghe động tĩnh thấy tiếng bà lý gọi nàng giòn rành bước ra rằng hắng thưa đẻ gọi con thông ngừng lên Ngọc không phải thiếu phụ lúc nãy Hình bóng Ngọc thùa xưa Chiếc khăn vuông thắt quạt Chiếc yếm đũi màu vàng Chiếc áo cộc nâu Chiếc váy sổi thâm cũn cỡn Đứng trước một cảnh mê ly huyền ảo Đứng trước một tiết phụ có tấm lòng cao quý bất khả xâm phạm Thông thấy mình bé lại Và đáng nhầm tầm khinh ghét Chàng buông vội tay mẹ Nhảy ba bước ra đến cửa Cử chỉ của một kẻ đi trốn Lạy mẹ Xin em Mẹ và em nên xua đuổi tôi đi Tôi là một thằng đáng bị ổi Tôi là một kẻ ti tiện Không đáng được hưởng những hạnh phúc này Tôi đi Tôi sẽ cướp công mẹ và công em mãi mãi Thôi để bà em tha tội cho Thông ủ té chạy như một thằng ăn cắp Ngọc rủ lên một tiếng hãi hùng Lao mình đuổi theo Vừa đến cổng ngoài Thông bị một người đàn ông sang trọng ôm chầm lấy Rồi tiếp đến những tiếng thất thanh Anh Thông anh định chạy đi đâu Cậu sao cậu lại làm thế Thì ra vợ chồng Minh Em gái thông Đã được Ngọc cho gọi đến để dự tiệc đoàn viên trong giờ này Vợ chồng Minh vừa đến cổng Thì gặp thông hốt hoảng chạy ra Tuy thân hình thông có đổi khác nhiều Nhưng Minh cũng nhận ra ngay Cả hai vợ chồng ùa đến ôm nghiền lấy thông Tất cả dìu thông vào trong nhà Thông chẳng biết làm gì hơn là gục vào lòng mẹ Khóc rừng rức như một đứa trẻ con ngọc cũng cảm động gục bên thông thổn thức mình và xuân nghẹn ngào xung quanh mẹ và anh chị cùng lúc ấy chí đi học về nó quẳng cặp trên bàn và chạy xô vào định ôm lấy bà nó như mọi khi để khoe rồi dít những bài vở làm giỏi bài học học thuộc nó bỗng giật bước đứng dừng lại vì nó thấy ở quanh bà nó có nhiều người lắm cô nó chú dượng nó người đàn ông lạ mặt có chiếc đầu chọc lốc người đàn bà nhà quê có chiếc váy cũn cỡn nó cáu quá bé ẩm lên Ê, ê Cô ơi, chú ơi Cái thằng cha nào đấy Cái con mẹ nào đấy Sao lại gục vào lòng bà hả Hả, cút đi, ê Cả nhà quay ra nhìn thằng bé ngụ ngĩnh Rồi phá lên cười như nắc nẻ Cú trí càng tức đấy Nó sấn lại gạt thông và ngọc ra Để chiếm lấy lòng bà Nhưng nó đã nhận ra ngọc Mở nó Nó lăn vào lòng ngọc miêu máu bắt đền Bắt đèn mợ đấy Sao mở lại mặc váy mới lại áo nhà quê thế này Làm em cứ tưởng Người nào đây hả mợ, Đuổi nó ra đi Ngọc nghiêm nghị mắng Chí Chí phải ngoan nào Cậu đây Cậu đẻ ra Chí đây Lại hôn cậu đi Chóng mở tha đánh đòn Chí tuy không hiểu thế nào Nhưng cũng không dám trái lời mợ. Nó từ từ đi lại chỗ thông Và chầu mỏ hỏi bà và cô chú phải cậu của Chí đây không hả ba? Hả cô? Hả chú? Cậu Chí sao lại chọc đầu lông lốc bình vôi thế này hả? Hả? Cả nhà lại phá lên cười. Thông ôm con vào lòng, nhìn Ngọc tràn trề những dòng lệ sung sướng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ tiểu thuyết Hai người đàn bà của tác giả Bằng Phi. Câu chuyện đến đây là hết vâng xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo